Rồi, xin kính chào tất cả các cô bác anh chị. Như theo lịch hôm nay chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ về giấc ngủ. Đó là những phương pháp, những cách mà giúp chúng ta hỗ trợ điều trị mất ngủ mà không cần phải dùng thuốc. Thì đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều cô bác anh chị lớn tuổi mắc phải, đặc biệt là những người mà hay có những cái vấn đề về gia đình, xã hội hoặc là những có cái căng thẳng trong công việc thường xuyên mắc phải vấn đề này, và đa số là chúng ta sẽ lựa chọn những cái cách là chúng ta sử dụng những cái thuốc nam, thuốc đông y hoặc là sử dụng tới những cái thuốc ngủ. Thì hầu như là khi mà đã sử dụng tới thuốc ngủ là cái việc mà mất ngủ chúng ta nó đã diễn tiến nặng và nó diễn ra một cái khoảng thời gian dài. Nên khi mà tất cả các cô bác anh chị mà nếu mà mình có những cái vấn đề rối loạn giấc ngủ mà ngay ở những cái giai đoạn đầu, thì cái việc mà chúng ta điều trị hay cái việc chúng ta can thiệp nó sẽ rất là hiệu quả và rất là quan trọng. Còn khi ở những cái giai đoạn mà chúng ta đã phải sử dụng đến thuốc ngủ thì lúc này ấy nha, thật sự là cái não chúng ta để gọi là trở về bình thường hay có thể giúp chúng ta tự vào giấc ngủ nó sẽ khó hơn đấy các cô bác anh chị. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng tìm những cái phương pháp không dùng thuốc để giảm những cái liều thuốc ngủ mà chúng ta uống ở cái mức thấp nhất. Tại vì uống liều càng cao và uống số lượng càng nhiều nó sẽ làm cho những cái tác dụng phụ nó tăng lên, và nó làm cho cái việc mà cơ thể chúng ta dễ xuất hiện những cái bệnh lý liên quan tới tinh thần, liên quan tới thần kinh đó, nó sẽ nhiều hơn nữa. Nên việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ giảm cái liều thuốc ngủ tối đa để làm sao ít ảnh hưởng tới cơ thể nhất, ít ảnh hưởng tới não nhất, để giúp cho chúng ta không có thể sống chung với cái bệnh này, mà vừa giúp chúng ta ngủ ngon mà vừa giúp chúng ta không bị lệ thuộc thuốc hay không bị những cái tác dụng phụ từ thuốc. Đó chính là mục tiêu của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì nếu các cô bác anh chị nào đã vào rồi á, thì có thể giúp cho con một cái lượt chia sẻ hoặc là một cái lượt comment để biết tất cả các cô bác anh chị vào rồi. Và đặc biệt là các cô bác anh chị có thể gửi cái đường cái video này, cái buổi chia sẻ này đến những bạn bè, những người nào mà đang có vấn đề về giấc ngủ nè, đang có những cái rối loạn giấc ngủ cũng giống như là giấc ngủ nó bị chập chờn, thì nó thật sự giúp ích rất là nhiều. Vì hôm nay con sẽ chia sẻ những cái mà nó dễ hiểu nhất để các quý anh chị hình dung được cái giấc ngủ của mình á, nó được hình thành và để có giấc ngủ ngon nó sẽ dựa trên những cái nguyên tắc gì. Thì nếu chúng ta nắm được những nguyên tắc đó, chúng ta tác động vào nó, thì chắc chắn cái giấc ngủ chúng ta nó sẽ cải thiện mà chúng ta không cần phải dùng thuốc, được chưa? Rồi, chào chú Minh Quang, chào cô Tam Lan, rồi chào cô Lena, chào cô Ross, chào bạn, chào bạn Phú Cường, chào cô Hoàng Biển, chào cô Dương Tiết, chào chú, chào anh Tài, chào cô Cindy, chào cô Thịnh. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi chia sẻ luôn nha các cô bác anh chị. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu giấc ngủ là gì. Thì bản chất đó nha, giấc ngủ là cái thời gian mà cơ thể chúng ta nó phục hồi sau một ngày mà chúng ta làm việc, hay người ta gọi là trạng thái mà não nghỉ ngơi sau một cái thời gian hưng phấn. Tức là ban ngày chúng ta làm việc, não chúng ta phải suy nghĩ, não chúng ta phải vận động, thì giấc ngủ là lúc mà não được nghỉ ngơi để nó lấy lại năng lượng, để nó hồi phục. Bên cạnh đó, lúc mà giấc ngủ cũng là lúc những cái cơ quan quan trọng trong cơ thể chúng ta thực hiện những cái gọi là quá trình mà được thanh lọc hoặc là đào thải, hoặc là những cái cơ thể cơ quan quan trọng á, nó được nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng nhất, ví dụ như là gan thận. Đó là về cái giấc ngủ. Thì bản chất á, là giấc ngủ nó chiếm 1/3 cuộc đời. Vì vậy á, các cô bác anh chị hãy cố gắng trân trọng cái giấc ngủ của mình. Nó chiếm tới 1/3 cái khoảng thời gian cuộc đời lận mà. Nên nếu 1/3 khoảng thời gian cuộc đời chúng ta, tức là giấc ngủ chúng ta ngon, đồng nghĩa chúng ta đã gọi là có một cái cuộc sống tốt hơn rất là nhiều người. Tại vì nó chiếm tới 1/3 khoảng thời gian cuộc đời mà mình ngủ ngon, tức là cái cuộc sống mình nó đẹp. Đó, nên các cô bác anh chị cố gắng làm sao mà duy trì hoặc là cố gắng làm cho chất lượng cái giấc ngủ mình nó được tốt nhất nha. Rồi, vậy thì bây giờ á, là tại sao mà chúng ta bị những cái chứng rối loạn về giấc ngủ?
thì sẽ có những người bị rối loạn giấc ngủ mà cấp tính, tức là mới bị, còn có những người bị rối loạn giấc ngủ mãn tính. Thì cái việc mà tại sao những cái nguyên nhân mà dẫn tới chúng ta bị rối loạn giấc ngủ thường là nó sẽ nằm trong năm sáu nhóm nguyên nhân thường gặp dưới đây. Thứ nhất, đó là những trường hợp rối loạn nhịp sinh học, và đây là một trong những cái thường gặp nhất ở những cái người mà ở tuổi trung niên hoặc người trẻ. Rối loạn nhịp sinh học có nghĩa là rối loạn mất cân bằng giữa cái việc chu kỳ ngủ và thức của cơ thể, hay người ta gọi là chu kỳ tự nhiên của ngày và đêm đó. Ví dụ nha, các cô bác anh chị mà chuyển từ một cái nơi có ban đêm qua cái nơi cái cũng cái thời gian đó mà ban ngày, còn ví dụ như Mỹ với Việt Nam đi, thì chắc chắn là cái nhịp sinh học của các cô bác anh chị nó sẽ bị thay đổi. Đó là cái đầu tiên mà mình chú ý. Bên cạnh đó, những người nào mà làm công việc á, mà thường xuyên phải đi chia 2 ca, ví dụ có hôm ca ngày, có hôm ca đêm, là những người rất là dễ rối loạn nhịp sinh học. Cái thứ ba nữa là những người mà có lịch trình làm việc mà gọi là nó không có rõ ràng á. Ví dụ như mình làm việc thì mình làm xong việc mình mới ngủ đi, thì có những người, có những lúc á, mình ngủ sớm như 9 giờ, có lúc thì 10 giờ, có lúc 12 giờ. Đó, tức là cái lịch trình ngủ của mình nó không có cố định, dẫn tới là cái nhịp sinh học của chúng ta nó bị rối loạn. Và cái nhịp sinh học rối loạn là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn tới chúng ta kéo dài cái tình trạng rối loạn giấc ngủ, hoặc là rối loạn giấc ngủ mãn tính. Đó, thì bản chất cái nhịp sinh học của chúng ta điều chỉnh rất là đơn giản các cô bác anh chị. Mà nếu mà ở cái giai đoạn đầu, đặc biệt những cái cô bác anh chị nào mà từ nước ngoài về bị những cái stress lab hoặc là những cái rối loạn nhịp sinh học á, mình điều trị sớm nha, là cái giấc ngủ mình nó trở lại bình thường nhanh lắm. Nhưng mình để một cái khoảng thời gian dài, thường là nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là rối loạn giấc ngủ mãn tính. Và lúc đó cái việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, được chưa? Nên chút xíu mình sẽ nói về cái những cái phần này để cho các cô bác anh chị nắm rõ nha. Rồi, tiếp theo nữa, cái thứ hai đó là mất ngủ do cái căng thẳng và lo âu. Và đây là cái mà con gặp nhiều nhất ở những cái, đây là cái nguyên nhân nha, gặp nhiều nhất ở đa số những cái lứa tuổi. Ở trẻ thì là do áp lực công việc nè, do áp lực cuộc sống nè. Còn ở những người lớn tuổi như các cô bác anh chị thì về gia đình, về con cái. Ví dụ mình lo cho con mình là không biết là nó làm ăn như thế nào, hay là cuộc sống nó ra sao, cái mình cứ suy nghĩ, mình cứ lo lắng. Và chính những cái lo lắng, những cái suy nghĩ này nó dẫn tới chúng ta bị những cái căng thẳng, cái stress, và làm cho ảnh hưởng tới giấc ngủ. Tại bản chất khi mà chúng ta căng thẳng, chúng ta stress, thì cơ thể chúng ta, đặc biệt não, nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều gốc tự do. Và chính những cái gốc tự do này nè, nó làm tổn thương tế bào não, nó làm cho tế bào não không sản xuất được những cái hormone giúp chúng ta đi vào giấc ngủ, từ đó dẫn tới chúng ta rối loạn giấc ngủ. Nhưng vấn đề ở chỗ là thay vì chúng ta đi giải quyết nguyên nhân, tức là chúng ta giải quyết cái căn nguyên căng thẳng nè, giải quyết cái căn nguyên là giúp cho tế bào não của mình sản xuất ra nhiều hormone để chúng ta ngủ ngon nè, thì chúng ta không làm, mà chúng ta sử dụng thuốc ngủ. Thuốc ngủ bản chất nó là ức chế tế bào não để đưa chúng ta vào giấc ngủ, chứ không phải là giúp tế bào não sản xuất ra những cái hormone về giấc ngủ. Do đó khi mà mình đã sử dụng thuốc ngủ, gần như là nếu như các cô bác anh chị sử dụng trên 6 tháng hoặc là 1 năm nha, là chúng ta đều bị lệ thuộc thuốc ngủ. Lý do là tại vì lúc đó não mình nó không tự tiết ra được những cái hormone về giấc ngủ nữa, thì bắt buộc là mình phải nạp từ bên ngoài vào. Và chính những cái thuốc này nè là những thuốc mà mình phải nạp mỗi ngày thì mình mới ngủ được. Do đó con không biết ở đây có cô bác anh chị nào mà bị rối loạn giấc ngủ mà bị cái tình trạng là không uống thuốc là không ngủ được, phải có thuốc mới ngủ được. Cứ bữa nào giảm một thuốc một chút xíu thôi là mình đã ngủ không được rồi. Thì nếu các cô bác anh chị nào có cái vấn đề đó, có thể comment cho con nha, hoặc là comment luôn cái thuốc mình đang uống, để một chút chúng ta cùng phân tích những cái thuốc đó và giúp các cô bác anh chị tìm cách mà mình giảm liều từ từ nha các cô bác anh chị. Rồi, đó là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là người ta gọi là những cái chứng rối loạn giấc ngủ, mà rối loạn ngủ kéo dài nha. Tức là những trường hợp mà chúng ta khó đi vào giấc ngủ. Cái này có những lúc mà những người trẻ tuổi, ở tuổi 18, 19 tuổi là bị cái hội chứng này rồi các cô bác anh chị. Tức là khó đi vào giấc ngủ. Và việc ở thời điểm đó, đó là chúng ta phải tìm cách chúng ta giải quyết sớm. Và giải quyết cái lúc mà khó đi vào giấc ngủ nào mà chúng ta giải quyết được á, thì về sau chúng ta sẽ không bị cái tình trạng mất ngủ kéo dài hay là mất ngủ mãn tính. Hoặc là những cái chứng mà gọi là chứng giấc ngủ ngắn hạn. Ở đây chắc có nhiều cô bé anh chị đã từng gặp cái tình trạng là mình ngủ á, ngủ được khoảng cỡ 2 tiếng, cái mình giật mình thức dậy. Thức dậy xong cái mình đi toilet hay gì đó, vô cái mình không ngủ lại được.
cái đó gọi là những cái chứng giấc ngủ mắc hạn ngắn hạn. Có những trường hợp là những cái cô chú anh chị vô ngủ mình ngủ lại được luôn nha. Thì cái việc mình cần làm là mình làm sao mình giúp cho những cái người mà có cái chứng giấc ngủ ngắn hạn nè dễ vào giấc ngủ, thì lúc mà lỡ nha mình có giật mình thức dậy đi thì sau đó mình cũng vô lại được giấc ngủ, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà các cô bác anh chị á, là không có bị mất ngủ kéo dài hoặc là không ảnh hưởng tới tế bào não của chúng ta. Các cô bác anh chị đợi con chút xíu nha. Rồi tiếp theo nữa là những cái trường hợp mà tình liên quan tới những cái bệnh lý nội khoa. Cái này con gặp đa số là những người có bệnh lý hô hấp với tim mạch là nhiều. Ví dụ những cái người mà hội chứng ngưng thở lúc ngủ thì đây là một trong những cái mà nó liên quan tới những cái bệnh lý trên đường hô hấp. Thì khi mà mình bị hội chứng ngưng thở lúc ngủ có nghĩa là lúc mà mình ngủ các cô bác anh chị tới bắt đầu mình ngủ hơi sâu đó, bắt đầu tự nhiên mình thiếu oxy. Lúc đó mình thiếu oxy thì dẫn tới gì? Là chúng ta não chúng ta phải kích thích để chúng ta thức dậy, để chúng ta hít thở vô. Đó là lý do dẫn tới giấc ngủ nó bị chập chờn và giấc ngủ chúng ta bị rối loạn. Thì thường những cái nguyên nhân của hội chứng rối gọi là ngưng thở lúc ngủ á là do một trên đường hô hấp của chúng ta, hầu họng lưỡi chúng ta có vấn đề, hoặc là những cái bệnh lý mãn tính ở tại phổi như là những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó cũng có nguy cơ dẫn tới những cái hội chứng ngưng thở lúc ngủ. Thì chúng ta phải điều trị những cái bệnh lý đó, nó mới giúp cho chúng ta cải thiện được cái vấn đề giấc ngủ. Chứ nếu mà các cơ quan thì cứ tập trung vô cái việc sử dụng thuốc ngủ thì vô tình mình lại làm cho cái tình trạng giấc ngủ của mình nó bị ảnh hưởng nặng hơn vì bị lệ thuộc thuốc. Mà bên cạnh đó nha, là nếu mà sử dụng thuốc ngủ quá liều trên những cái trường hợp hội chứng ngưng thở lúc ngủ á, nó dễ dẫn tới là chúng ta sẽ không thở được luôn á, tức là chúng ta cái não mình nó không đủ khả năng để nó đánh thức cơ thể của mình để chúng ta lấy oxy vào trong cơ thể, thì lúc đó nó sẽ rất là nguy hiểm và có khả năng ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta, được chưa? Nên chỗ này á, các cô bác anh chị nào mà có những cái bệnh lý về hội chứng ngưng thở lúc ngủ, mình cần phải đi khám và điều trị sớm. Dấu hiệu nhận biết của hội chứng ngưng thở lúc ngủ đó chính là các cô bác anh chị ngủ á nha, thường bị ngáy to và ngáy thường xuyên. Nếu như các cô bác anh chị mà ngủ mà thấy cái người kế bên mình mà cứ ngáy thường xuyên liên tục là những người đó cái nguy cơ có cái hội chứng ngưng thở lúc ngủ rất là cao. Rồi tiếp theo đó là sử dụng chất kích thích. Chất kích thích ở đây không phải là những cái như là thuốc phiện hay gì nghe các cô bác vậy. Chất kích thích ở đây ví dụ như là cà phê nè, caffeine nè, hoặc là những cái nicotine đó, trong cũng đâu có nicotine nữa, nhưng mà caffeine hoặc là những cái rượu bia đó là những chất kích thích. Thì nếu chúng ta sử dụng những chất này rất là dễ dẫn tới chúng ta bị giảm chất lượng giấc ngủ. Ở đây rất là nhiều người, đặc biệt những chú á, nói là uống rượu bia vô mới ngủ được, nhưng thật sự đó nha, uống vô nó giúp mình gọi là cái não mình nó giảm hoạt động đó, nó dễ vô giấc ngủ đó, nhưng mà có điều chất lượng giấc ngủ nó rất là kém. Và những trường hợp này thường là bị rối loạn giấc ngủ do rối loạn chất lượng giấc ngủ mà mình lại không để ý tới. Do đó là nếu như các cô bác anh chị nào mà có thói quen, những cái chú á, có thói quen nào mà mình sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ để ngủ á, để giúp cho mình ngủ ngon á, thì mình nên xem xét lại cái vấn đề này. Còn đối với những người ví dụ như bản thân của con nha, mà con chỉ cần uống cà phê hoặc cà phê sữa hoặc là trà thôi, mà những cái trà đậm á, mà uống gần giờ ngủ đi, ví dụ cỡ 8-9 giờ đi, là kể như nguyên đêm đó con không ngủ được. Tại vì nó của con bị nhạy với cái cà phê, caffeine nó rất là lớn, nên uống buổi sáng thì còn đỡ nha các cô bác anh chị. Thì chứ uống buổi chiều tối là hầu như không ngủ được. Cái thời gian bán thải của cà phê thường nó sẽ nằm khoảng 8-12 giờ, có nghĩa là mình uống vô là tới đâu khoảng 8-12 tiếng sau thì bắt đầu nó mới thải ra hết. Lúc đó thì rõ ràng là cái cơ thể chúng ta trong cái khoảng thời gian đó vẫn còn cái caffeine và nó sẽ ảnh hưởng tới trí não, tới giấc ngủ của chúng ta. Do đó nếu mà các cô bác anh chị nào giống con nha, có vấn đề là nhạy cảm với cà phê, caffeine không uống được, thì tốt nhất nên đừng uống buổi chiều thôi, là mình đã đừng uống rồi, tại vì nó rất là dễ ảnh hưởng tới giấc ngủ, được chưa? Rồi một trường hợp nữa, trường hợp này thì ở Việt Nam cũng gặp nhiều, đó chính là cái môi trường giấc ngủ không thuận lợi. Thì các cô bác anh chị thấy ngủ mà cứ không tắt đèn luôn mà nó vẫn có ánh sáng gọi vào, nó sẽ làm cho cái não mình á gọi là không sản xuất ra đủ những cái hóc môn để giúp chúng ta đi vào giấc ngủ. Tại vì bóng tối là một trong những cái yếu tố giúp não sản xuất ra hóc môn mà melatonin để giúp chúng ta có giấc ngủ ngon.
Chút xíu chúng ta sẽ nói tới cái hóc môn này liên quan tới ban ngày, ban đêm, và mình sẽ hiểu rõ ngay cái vấn đề này, được chưa? Cái hai, tiếng ồn. Có những người thì dễ ngủ thật sự nha, ví dụ có làm ồn cỡ nào cũng dễ, cũng ngủ được, nhưng có những người chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi đã đánh thức người ta. Nên chỗ này để gọi là những cái cô bác anh chị nào mà có khó ngủ hoặc là khó vào giấc ngủ thì tốt nhất làm sao nên chuẩn bị một cái môi trường ngủ nó hơn lại. Ví dụ nè, khi mình tắt đèn thì nó sẽ không có thấy ánh sáng, và làm sao để hạn chế tiếng ồn nhất có thể. Bên cạnh đó, một cái yếu tố giúp cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ nữa đó là nhiệt độ phòng. Thì nếu nhiệt độ phòng nó thích hợp thì nó sẽ giúp chúng ta dễ vào giấc ngủ. Còn nếu mà quá nóng hoặc quá lạnh thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của chúng ta, được chưa? Đó. Thì nãy giờ con đang phân tích những cái nguyên nhân dẫn tới chúng ta bị rối loạn về giấc ngủ. Thì có nhiều nguyên nhân, trong đó là những cái nguyên nhân chính, rồi gọi là những cái nguyên nhân thường gặp mà các cô bác anh chị thường mắc phải, để mình nắm, để mình hiểu rõ tại sao mình bị rối loạn giấc ngủ, và mình cũng biết được là mình nằm trong nguyên nhân nào nha. Ở đây sau khi con phân tích rồi, nếu mà cô bác anh chị nào thấy là mình nằm trong cái nhóm nguyên nhân đó thì comment cho con biết, để chút xíu mình cùng giải quyết cái nguyên nhân của các cô bác anh chị luôn nha. Rồi bây giờ sau khi mình biết nguyên nhân rồi thì mình sẽ nói một chút xíu về tác hại. Thật sự tác hại của rối loạn giấc ngủ á, nó rất là lớn các cô bác anh chị. Tác hại của rối loạn ngủ rất là lớn đối với những người như con đi, ở tuổi đi làm đi, mà mình bị rối loạn giấc ngủ thì dẫn tới gì? Năng suất làm việc của mình sẽ giảm, mệt mỏi. Và khi mình bị mệt mỏi, năng suất làm việc giảm, dẫn tới chất lượng công việc nó bị ảnh hưởng, thì lúc đó chắc chắn mình sẽ bị stress nhiều hơn nè, mình sẽ bị than phiền nhiều hơn. Thì lúc đó cái giấc ngủ mình nó càng bị rối loạn, nó trở thành một cái dòng lẩn quẩn các cô bác anh chị. Và cái bệnh nó cứ diễn tiến, nếu cái người đó không kiểm soát được cảm xúc, không kiểm soát được suy nghĩ và không biết cách để mình gọi là mình cân bằng á, thì rất là dễ kéo dẫn tới cái tình trạng rối loạn mãn tính, rối loạn giấc ngủ mãn tính, được chưa? Đó là mệt mỏi và giảm năng suất, giảm chất lượng làm việc. Cái hai, những cái trường hợp bị rối loạn giấc ngủ nó sẽ dẫn tới là rối loạn tâm lý, và cái này con gặp cũng rất là nhiều, đặc biệt là phụ nữ mà những cái cô á mà lớn tuổi, mà không phải lớn tuổi quá nha, ở tuổi khoảng cỡ trung niên á, mà lúc mà bắt đầu vào cái giai đoạn tiền mãn kinh á, bị rối loạn giấc ngủ nữa nha. Con nói các cô bác anh chị là hầu như cái tính tình thay đổi rất là nhiều. Và chỗ này á, những người chồng á thì nên hiểu và thông cảm cho những người phụ nữ ở cái giai đoạn này. Tại vì bản chất á là không phải là họ tự nhiên họ thay đổi tính tình đâu, mà lo là do những cái hóc môn nó thay đổi nè, mà lo là do những cái giấc ngủ của họ bị ảnh hưởng nè. Nên chỗ này mình phải hiểu, mình thông cảm và mình đồng cảm với vợ của mình, với người bạn đời của mình, để giúp cho cùng cô ấy vượt qua những cái giai đoạn này. Nó rất là quan trọng đó các cô bác anh chị, đặc biệt là phụ nữ nha, con nói về cái rối loạn tâm lý á. Cái thứ ba là những cái vấn đề sức khỏe vật lý, tức là những cái vấn đề liên quan tới bệnh lý như là tiểu đường nè, rối loạn mỡ máu nè. Những trường hợp rối loạn giấc ngủ nó rất là dễ bị rối loạn mỡ máu nha các cô bác anh chị. Tại vì bản chất tiểu đường viêm mỡ máu, tại vì bản chất ban đêm là thời gian chúng ta nghỉ ngơi, là thời gian các cơ quan trong cơ thể của mình nó được nghỉ ngơi, nên lúc đó mà chúng ta thức có nghĩa nó phải làm việc. Mà nếu nó phải làm việc thì chuyện gì xảy ra? Dẫn tới những cái chuyển hóa nó sẽ bị ảnh hưởng. Do ban đêm nó đâu có đủ sức để nó chuyển hóa tốt đâu, dẫn tới là chúng ta rất là dễ bị tiểu đường hoặc là rối loạn mỡ máu và cái suy giảm hệ thống miễn dịch. Đó là những cái rất là thường gặp trên những cái người mà bị rối loạn giấc ngủ, rất là dễ bị bệnh. Rồi cái tiếp theo nữa là những cái nguy cơ bị tai nạn, tức là nếu như mà chúng ta làm những cái nghề liên quan tới lái xe, tài xế, hoặc là những cái nghề liên quan tới như phi công hay gì đó vân vân, thì cái việc mà rối loạn giấc ngủ rất có thể nó ảnh hưởng tới cái chất lượng công việc, mà trong đó là cái việc mà chúng ta lái xe hay là chúng ta lái tàu đi, thì nó sẽ ảnh hưởng, dễ dẫn tới nguy cơ chúng ta xảy ra những cái sự cố, xảy ra những cái tai nạn, được chưa? Rồi và tiếp theo nữa đó là tác động ảnh hưởng tới tâm trạng cũng giống như là chất lượng cuộc sống. Thì cái này là bản thân của con là con gặp rất là nhiều cô, tức là một người mất ngủ cả gia đình buồn, có nghĩa là giống như cái tâm trạng các cô bác anh chị, đặc biệt phụ nữ nha, mẹ, đặc biệt mẹ hoặc là bà đâu đó mà bị mất ngủ á, cái cứ về mình thấy mẹ mình cứ buồn buồn, rồi cứ tâm trạng cứ lo lắng, cứ lo âu á, cái nó làm cho ảnh hưởng tới cái tâm trạng của mình nữa. Nên cái tác động của cái giấc ngủ nó ảnh hưởng tới gia đình nó cũng rất là lớn, đặc biệt là đối với những gia đình mà mình sống chung có mẹ con rồi ông bà đó. Vì vậy nếu như mà mình có thể giải quyết được vấn đề giấc ngủ
thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Mà các cô bác anh chị có đồng ý với con là khi mà mình mất ngủ mình dễ quạo lắm, tức là mình hầu như mình không có được cảm thấy thoải mái đó. Nhưng mà nếu mà mình ngủ đủ giấc nha, sáng dậy mình tỉnh táo, mình khỏe khoắn, mình nhiều năng lượng thì mình cảm thấy mình dễ tha thứ nè, dễ bỏ qua nè, và mình dễ giống như dễ đồng cảm với những người xung quanh đó, được chưa? Rồi, cái này là những cái tác hại của rối loạn giấc ngủ mà các cô bác anh chị cần nắm nha. Ở đây thì nếu ai đang có vấn đề nào đó có thể comment cho con biết luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái phần mà giải quyết nè. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cơ chế chút xíu nha. Nói chung cơ chế cũng rất là dễ hiểu. Các cô bác anh chị nhìn cái hình này giùm con là mình sẽ hiểu. Đợi con chút xíu. Để con share cái hình cái. Đây, chỗ này nè, ở đây mình nói đến, các cô bác anh chị thấy cái hình này đúng không các cô bác anh chị? Nó hơi đen đen chút xíu nha, nhưng mà để con nói chú ý vô cái dòng màu trắng thôi ha. Rồi, thì ở đây á, là mình nói đến cái gì? Mình nói đến ba yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của chúng ta, hay cái đồng hồ sinh học, đồng hồ giấc ngủ của chúng ta. Một là các cô bác anh chị thấy đó là ánh sáng mặt trời và melatonin. Có nghĩa là hai cái yếu tố này là hai yếu tố nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới cái hormone melatonin của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta cái nhịp sinh học chúng ta bị rối loạn và làm chúng ta khó đi vào giấc ngủ. Thì chút xíu mình sẽ phân tích cách mà chúng ta giải quyết nó như thế nào. Thì chỗ này á, ánh sáng là một trong những cái làm cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ, melatonin là một cái giúp chúng ta đi vào giấc ngủ dễ hơn. Vậy thì chúng ta phải tìm cách làm sao chúng ta giảm ánh sáng và chúng ta tăng được cái hormone melatonin do tiếng tùng ở não tiết ra, thì chất lượng giấc ngủ chúng ta sẽ cải thiện. Thứ hai, nhiệt độ phòng đó, nhiệt độ cơ thể. Nếu như nhiệt độ phòng thích hợp và lúc đó chúng ta không có những cái bệnh lý nội khoa mà ảnh hưởng tới nhiệt độ cơ thể thì rất chúng ta sẽ có thể dễ vào giấc ngủ hơn là những người mà cái nhiệt độ môi trường nó bị cao quá hoặc là thấp quá. Rồi, cái thứ ba là sự tỉnh táo. Ở đây sự tỉnh táo tức là liên quan tới cái việc ban ngày chúng ta làm việc như thế nào đó, thì ban đêm là cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi nó sẽ tốt như thế nào. Còn ví dụ ban ngày chúng ta cứ ẻo lả, chúng ta cứ ngủ không đúng giờ giấc thì chắc chắn cái giấc ngủ ban đêm nó sẽ bị ảnh hưởng, được chưa? Vậy thì chỗ này ba cái dòng này giao nhau nó trở thành một cái đồng hồ sinh học, cái màu xanh nè, hay đồng hồ giấc ngủ. Và nếu như mà các cô bác anh chị có thể cân bằng được ba yếu tố này thì chắc chắn là giấc ngủ của mình nó sẽ ổn định đó. Nếu mình cân bằng được ba yếu tố này chắc chắn giấc ngủ của mình sẽ ổn định. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích từng yếu tố để mình cùng nhau giải quyết nha các cô bác anh chị. Rồi, bây giờ đầu tiên cái nhiệt độ sinh học cơ thể. Thì chỗ này các cô bác anh chị chú ý nha, khi nhiệt độ giảm, nhiệt độ cơ thể nha, nhiệt độ giảm thì cơ thể sẽ được thư giãn và lúc này sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Thì trong ngày nó sẽ có hai khoảng thời gian là nhiệt độ cơ thể của chúng ta hay nhiệt độ sinh học của chúng ta nó giảm, đó là sau ăn trưa và sau 9 giờ tối. Nên tại sao mà các cô bác anh chị hay nói là ăn no cái bắt đầu căng da bụng, trùng da mắt, thì một phần là do máu nó sẽ dồn về dưới đường tiêu hóa để nó tiêu thụ thức ăn, nhưng bên cạnh đó là do thân nhiệt của chúng ta bắt đầu giảm nhẹ xuống, lúc đó chúng ta sẽ dễ đi vào cái giai đoạn thư giãn và dễ vào giấc ngủ. Rồi, cái hai là sau 9 giờ tối. Nếu như một ngày mà chúng ta làm việc này kia từ sáng tới chiều thì bắt đầu buổi tối sau 9 giờ là nhiệt độ cơ thể chúng ta hay gọi là nhiệt độ sinh học nó sẽ bắt đầu nó giảm nhẹ xuống và dễ giúp chúng ta vào giấc ngủ hay dễ buồn ngủ. Vậy thì chúng ta phải làm sao chúng ta can những cái thời điểm này nè, làm cho cái nhiệt độ phòng của mình á nó thích hợp để làm chi? Để nhiệt độ cơ thể chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường bên ngoài, được chưa? Đó, nên cho các bạn để chú ý nha. Rồi, vậy thì vận dụng vô cái nguyên nhân này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đầu tiên đó là buổi sáng chúng ta phải tập thể dục để tăng thân nhiệt vào buổi sáng. Tại vì khi mà chúng ta vận động tập thể dục tăng thân nhiệt vào buổi sáng thì buổi chiều đói ban đêm nó rất là dễ hạ thân nhiệt,
được chưa? Hạ thân nhiệt bình thường chứ không phải hạ thân nhiệt bệnh lý nha các cô bác anh chị. Đó là cái sự bù trừ. Buổi sáng chúng ta vận động nhiều, chúng ta tập thể dục nhiều thì buổi tối chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, do thân nhiệt chúng ta sẽ giảm một cách nhẹ nhất, gọi là thân nhiệt chúng ta sẽ giảm một cách ổn định để chúng ta đưa chúng ta vào cái cảm giác dễ buồn ngủ nhất. Thứ hai, chúng ta có thể ngâm chân hoặc là tắm mát, tắm nước ấm vào buổi tối, mà có thể là tắm vào ban đêm á, chúng ta nên tắm buổi tối nha, mình nên tắm nước ấm để dễ vào giấc ngủ, hoặc chúng ta có thể ngâm chân. Thường con đối với các cô chú lớn tuổi á, thường con sẽ khuyên là ngâm chân thì nó sẽ tốt hơn. Ngâm chân vào buổi tối là một cái cách để chúng ta giúp cho thân nhiệt chúng ta nó được hạ xuống một cách sinh học. Rồi bên cạnh đó là nhiệt độ phòng, rất là quan trọng cái yếu tố này nha. Nhiệt độ phòng mát mẻ thường là nó sẽ dao động khoảng 28 tới 29 độ các cô bác anh chị. Cố gắng duy trì nhiệt độ khoảng 28 29 độ, nó là một cái nhiệt độ phù hợp nhất để cho cơ thể chúng ta dễ vào giấc ngủ. Được chưa? Chỗ này con nói rất là rõ rồi đó các cô bác anh chị. Mình nắm chỗ này là mình giải quyết được rất là nhiều vấn đề của giấc ngủ rồi đó nha. Nha, nhớ giùm con nha, nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ sinh học cơ thể, giải quyết là làm sao cố gắng cho nhiệt độ sinh học mình nó giảm xuống thì nó sẽ dễ thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Có hai thời điểm nhiệt độ sinh học mình nó sẽ giảm, đó là sau ăn trưa và sau 9 giờ tối. Vậy thì chúng ta vận dụng vào cái những trường hợp chúng ta bị rối loạn giấc ngủ, đó là ban ngày chúng ta phải cố gắng tập thể dục buổi sáng để vận động tăng thân nhiệt, thì ban đêm chúng ta sẽ dễ vào giấc ngủ. Buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể ngâm chân hoặc là tắm mát, tắm nước ấm á, để dễ đi vào giấc ngủ. Và cái thứ ba đó là làm sao để cho nhiệt độ phòng nó mát mẻ, nằm khoảng 28 tới 29 độ là một cái nhiệt độ phù hợp để cơ thể chúng ta dễ đi vào giấc ngủ. Được chưa? Rồi, nhớ chỗ này giùm con nha, ghi lại mấy cái này đi các cô bác anh chị, nó rất là quan trọng cho mình luôn đó. Nếu các cô bác anh chị nào chưa có bị mất ngủ luôn mà mình làm được cái này thì cái chất lượng giấc ngủ mình nó cải thiện rất tốt luôn á. Rồi, các bạn thì đợi một chút xíu nha. Rồi, tiếp theo. Melatonin, mình nói tới nhiệt độ xong, bây giờ mình sẽ nói tới melatonin nha. Nhớ giùm con cái này nha, cái này rất quan trọng. Và hiện giờ ở chỗ của con là đang có những cái phương pháp gọi là truyền vi chất á, là bà con tác động vi chất để giúp cải thiện giấc ngủ bằng cách tác động lên những cái hormone về giấc ngủ, và trong đó có hormone melatonin. Thì mình cứ hiểu như nè, cái hormone này người ta gọi là hormone bóng tối. Hormone bóng tối có nghĩa là sao? Tức là ban đêm nó tiết ra nhiều, ban ngày nó tiết ra ít. Dễ hiểu là vậy, gọi là hormone bóng tối. Ban đêm sẽ tiết ra nhiều, ban ngày tiết ra ít, và nó sẽ do tiếng tùng ở não tiết ra. Thì tiếng tùng ở não nó nằm ở phía sâu ở trong não của chúng ta các cô bác anh chị. Cái tác dụng của nó là nó sẽ giúp chúng ta tiết ra cái melatonin để duy trì cái đồng hồ sinh học hay là cái nhịp sinh học của chúng ta. Được chưa? Nhớ giùm con nha. Cái này là hormone rất quan trọng đối với giấc ngủ. Nó là một trong những cái hormone giúp cho cái nhịp sinh học chúng ta ổn định và duy trì cái nhịp sinh học, cũng như giúp cho chúng ta dễ thư giãn các cô bác anh chị, chính là cái hormone này nè. Thì việc chúng ta phải làm là bây giờ chúng ta làm sao cho tế bào não của mình nó đủ dinh dưỡng để nó sản xuất ra đủ cái hormone melatonin thì chắc chắn giấc ngủ của chúng ta sẽ ngon, đúng không? Thì bản chất khi mà mình hiểu được cái này á, giống như khi con tìm hiểu con biết là não nó cần những gì để nó tạo cái hormone, ví dụ những cái vitamin nhóm B, ví dụ như là những cái chất như N-acetylcysteine hoặc là cái magnesium vân vân, những cái chất này nó sẽ giúp cho tế bào não mình sản xuất ra đủ hormone để có thể đưa chúng ta vào giấc ngủ. Do đó khi mà các cô bác anh chị nào có rối loạn giấc ngủ mà mình biết cách mình bổ sung vi chất thì nó sẽ làm tăng sức khỏe tế bào não, từ đó giúp cho cái việc tiết ra những cái hormone đặc biệt là melatonin dễ hơn, thì chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, và lúc đó chúng ta sẽ giảm được những cái liều thuốc ngủ nè, giúp tránh cái tình trạng tế bào não của mình nó bị ức chế, mà ức chế một khoảng thời gian dài dẫn tới là nó cứ đờ đờ nó không sản xuất được. À, và bên cạnh đó là nó giúp cho cái việc mà chúng ta từ từ chúng ta có thể không còn lệ thuộc vào thuốc ngủ nữa. Nên cái việc mà các bác anh chị nếu như có rối loạn giấc ngủ, mình có thể tìm hiểu và có thể là sử dụng cái liệu pháp là truyền bổ sung vi chất, đặc biệt những cái vi chất mà hỗ trợ tế bào não tiết ra những cái hormone về giấc ngủ, ví dụ như là melatonin, nó sẽ rất là tốt nha. Rồi tiếp theo nữa là về cái đặc tính nè, như nãy nói nè, sinh ra trong bóng tối đúng không, và nó sẽ bắt đầu tiết vào lúc 9 giờ tối
hồi nãy mình thấy nhiệt độ cơ thể 9 giờ tối, sau 9 giờ tối bắt đầu nó giảm nhẹ, mà lúc này melatonin bắt đầu tiết, là cái thời điểm bắt đầu chúng ta dễ buồn ngủ và dễ vào giấc ngủ nhất. Rồi khi mà ban ngày tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều thì ban đêm chúng ta sẽ tiết nhiều melatonin. Nhớ giùm con nha, cái này rất quan trọng nè. Ban ngày mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì ban đêm sẽ dễ tiết ra melatonin. Điều này nói lên khi mà chúng ta vận động, chúng ta tập thể dục, chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ giúp ban đêm sản xuất được nhiều melatonin. Lúc mà nếu mà não sản xuất được nhiều melatonin thì giấc ngủ chúng ta nó sẽ dễ hơn và chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn, đúng không? Rồi tiếp theo, ánh sáng xanh, điện thoại hoặc là tivi nó làm giảm sản sinh melatonin. Đó, ở đây con không biết các cô bác anh chị có thói quen này không nha, nhưng mà con thấy rất là nhiều người trẻ bị rối loạn giấc ngủ có thói quen này, đó là khi ngủ không được lấy điện thoại ra bấm. Đó, đúng không? Rồi lấy laptop mở lên để làm việc, vân vân, tivi mở tivi lên xem. Thì bây giờ á, có nhiều cái công nghệ mới, ví dụ như điện thoại nó có cái chế độ mà dành cho ban đêm á, để bảo vệ mắt đó, thì nó giảm cái ánh sáng xanh. Tương tự những cái màn hình mà laptop mới bây giờ hiện đại giờ nó cũng có cái chế độ đó để giảm cái ánh sáng xanh, nhưng nó vẫn có chứ không phải không có nha các cô bác anh chị. Nên nếu giả sử đi mình có rối loạn giấc ngủ thì mình cũng nên, đừng nên làm cái phương pháp là lấy điện thoại ra bấm để cho dễ buồn ngủ, hoặc là mở laptop, mở tivi lên xem để cho dễ buồn ngủ, vì nó sẽ phản tác dụng nha các cô bác anh chị. Thay vào đó mình lấy sách mình đọc. Lúc đó các cô bác anh chị có thể giúp con lấy quyển sách ra đọc. Đọc sách là cách mà chúng ta sẽ dễ trở lại hay vào giấc ngủ hơn nha. Rồi ngoài ra chỗ này cũng là một cái điểm rất là quan trọng con muốn nói là khi mà mình bị rối loạn giấc ngủ, mình hay có tâm thế và suy nghĩ nè, mình ngủ không được rồi, bây giờ nằm cứ suy nghĩ là thôi bây giờ gán ngủ đi, gán ngủ đi. Mà mình càng suy nghĩ gì đó các cô bác anh chị, mình càng khó vào giấc ngủ đó nha. Mình càng ép não mình ngủ là mình càng khó vào giấc ngủ. Nên hãy nhớ giùm con, khi mà mình bị rối loạn giấc ngủ á, thì đâu có phải là mình bị rối loạn 1-2 ngày đâu, đúng không? Mình bị rối loạn một cái khoảng thời gian, nên mình có mất ngủ thêm 1-2 ngày đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng tới mình. Thay vì mình quá lo lắng quá mức làm chúng ta khó ngủ hơn, thì chúng ta cứ suy nghĩ đơn giản, hôm nay cũng như hôm trước, bây giờ nếu mà mình có ngủ thêm được một chút thì nó tốt hơn thôi, còn giả sử không được thì nó cũng như hôm trước. Lúc đó nó sẽ làm cho não mình á các bạn chị nó nhẹ nhàng hơn. Thì đôi lúc nha, đây là cách mà để giúp cho não mình dễ vào giấc ngủ hơn đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái melatonin nha. Nói cái đó là nói về cái tâm lý chút xíu. Thì cái melatonin còn một cái ý nữa, đó là nó sẽ đạt nồng độ cao nhất vào 12 giờ đêm. 12 giờ đêm là nồng độ cao nhất, nên cố gắng ngủ trước giờ đó. Các bạn gì ngủ trước giờ đó để gì? Để mình dễ giấc ngủ của mình á, nó dễ vào giấc ngủ hơn ở cái mức melatonin nó thấp thôi. Chứ nếu mà mình ngủ trễ quá thì dẫn tới là gì? Lúc đó cái não mình nó quen với cái melatonin ở cái mức cao thì mới ngủ được. Thì chúng ta sẽ có thể, nếu sau này mà não tuyến tùng nó bị lão quá đi, nó tiết ra không đủ melatonin, thì lúc đó chúng ta sẽ rơi vào những cái gọi là rối loạn giấc ngủ, được chưa? Rồi ban ngày thì nó sẽ bắt đầu nó giảm dần, tới khoảng 4 giờ sáng là bắt đầu nó giảm dần, và bắt đầu nó thấp nhất là vào lúc 9 giờ sáng, được chưa? Đây là những cái đặc điểm của melatonin, mà dựa trên những cái đặc điểm này chúng ta sẽ có những cách để chúng ta có thể giúp cho mình cải thiện cái tình trạng rối loạn giấc ngủ, hoặc giúp cho mình có thể sản sinh ra được tế tuyến tùng ở não của mình, sản sinh ra được nhiều melatonin hơn, được chưa? Rồi đây con nhắc lại chút xíu nha. Vậy thì vận dụng giữa cái ánh nắng mặt trời với cái hormone melatonin nào, khi mà tiếp xúc với ánh nắng ban ngày nhiều, tức là hoạt động ngoài trời, tập thể dục hay làm việc ở cái phòng mà nó có ánh sáng đó, thì nó sẽ giảm cái melatonin tồn động ban ngày, dẫn tới là gì? Ban đêm là tiếng tùng nó sẽ dễ tiết melatonin hơn và dễ giúp chúng ta vào giấc ngủ hơn, được chưa? Rồi khi tối ngủ chúng ta để cái phòng tối, thì nãy mình nói đó, hormone này là hormone bóng tối, nên nếu như cái phòng tối thì nó sẽ dễ sản xuất ra melatonin hơn, đúng không? Đó, thì hay nó mình áp dụng được vào trong giấc ngủ nó rất là nhiều cái, đúng không? Mà nãy giờ hầu như là những cái phương pháp này á, nó chưa có nói động gì tới thuốc luôn các cô bác anh chị, mà chỉ là cách mà chúng ta sinh hoạt, cách mà chúng ta sống thôi đó,
Rồi cái tiếp theo nữa, cái việc chúng ta dạ tập thể dục ban ngày thì nó sẽ giúp làm giảm cái melatonin ban ngày và nó giúp tăng cái melatonin ban đêm, được chưa? Thì hồi nãy ở cái phần nhiệt độ sinh học, nếu như ban ngày chúng ta vận động nhiều thì nó sẽ tăng thân nhiệt, thì đó là cái nguyên tắc, cái nguyên lý thôi. Ban đêm nó sẽ bắt đầu nó giảm thân nhiệt để bù trừ nên sẽ dễ vào giấc ngủ. Tương tự, nếu mà tập thể dục ban ngày nhiều thì ban ngày melatonin nó sẽ giảm, từ đó nó dẫn tới gì? Melatonin ban đêm tăng lên và giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Rồi, được chưa? Rồi, cái hồi nãy mình có ba cái đúng không? Thứ nhất nhiệt độ sinh học cơ thể nè, thứ hai ánh nắng mặt trời, ánh sáng mặt trời và melatonin, và thứ ba tính là sự tỉnh táo. Nếu mà càng tỉnh táo ban ngày thì ban đêm ngủ càng ngon. Các bạn chị nhớ nha, nên ban ngày cố gắng làm sao là mình tập luyện thể dục thể thao, mình vận động, mình làm việc, mình cố gắng mình tập trung, mình làm việc hăng say thì ban đêm ngủ càng ngon. Còn cứ mình cứ đờ ẩn ẩn rồi mình cứ ngủ gà ngủ gật thì chắc chắn ban đêm rất là dễ bị rối loạn giấc ngủ, được chưa? Rồi tiếp theo, giấc ngủ càng sâu thì thức dậy nó sẽ càng tỉnh táo. Đây hồi nãy con nói cái vấn đề này đây, tức là khi mà cái giấc ngủ mình ngon, mình ngủ sâu, thường là khi mình thức dậy mình cảm thấy cơ thể rất là khỏe, mà mình cảm thấy cơ thể mình giống như mình rất là dễ hòa đồng với mọi người, và mình làm việc mình rất là tập trung. Rồi đối với trường hợp mà giấc ngủ không sâu thì thức dậy nó sẽ không có tỉnh táo, nó dễ mệt mỏi, dễ đau đầu, dễ bị thiếu hụt năng lượng. À, vậy thì nha, chỗ này nếu như chỗ này mình vận dụng thì thứ nhất đầu tiên đó là mình sẽ tăng cường hoạt động làm việc vào ban ngày để giúp cho tỉnh táo và hưng phấn, thì ban đêm chúng ta sẽ dễ ngủ, đúng không các cô bác anh chị? Đó là cái nhất nha. Cái hai là tăng cường thể dục thể thao ban ngày thì ban đêm sẽ dễ ngủ. À, tăng cường vận động làm việc, tăng cường thể dục thể thao. Rồi cái ba, lúc đang làm việc mà buồn ngủ á, không đi ngủ mà thay đổi trạng thái làm việc để giữ tỉnh táo. Nhớ giùm con nha, ví dụ đi, bây giờ các cô bác anh chị ở nhà đi, coi vô tiếng, coi tivi, coi chút bắt đầu buồn ngủ ha, đứng dậy, có thể là bắt đầu mình chuyển qua mình quét nhà, hoặc là mình đi vô mình nấu một cái món gì đó để mình tránh cái tình trạng là mình nằm đó mình ngủ. Tại vì nếu giờ đó mà mình ngủ thì chắc chắn buổi tối mình sẽ rất là khó ngủ, được chưa? Rồi bây giờ có một cái vấn đề tiếp theo mà cũng muốn chia sẻ tới các cô bác anh chị, đó là thời gian ngủ. Đó, mình nắm ba cái nguyên chất quan trọng hồi nãy nha, ba cái dòng đó để tạo nên cái đồng hồ sinh học đó, cái đó rất là quan trọng đó các cô bác anh chị, mà con nói rất là kỹ, mà con nghĩ là cái nãy giờ con giải thích đó, con đã tìm cách làm sao để chia sẻ cho các cô bác anh chị một cách dễ hiểu nhất, và mình có thể nắm được những cái vấn đề nha. Thì tiếp theo là cái phần ngủ bao lâu thì đủ. Thì trước khi nói cái phần ngủ bao lâu thì đủ, con xin phép nói một chút xíu về cái vấn đề cái mấy cái trang của con á. Thì bây giờ nè, hồi sáng con có nhận được một cái phản hồi của cô Xuân Ngọc á, là có một cái trang khác là khi mà mở hoặc là tìm kiếm về bác sĩ Trần Minh á, nó hiện cái trang nó ra và nó giống như nó đè lên cái trang bác sĩ Trần Minh, nó không tìm được. Thì cái này là một, thật sự là một trong những cái mà những cái đơn vị khác nó đang là làm cái việc xấu, làm không tốt, nó ảnh hưởng tới cái việc mà nó làm cho các cô bác anh chị lầm tưởng là con làm việc ở tại đó, hay là lầm tưởng tới cái việc là chỗ đó là con tham gia điều trị. Thì lúc đó nếu như mình đi điều trị ở những chỗ đó, nó sẽ rất là ảnh hưởng tới cái vấn đề là mình hiểu lầm rồi, có thể là điều trị nó không tốt cho sức khỏe của mình nữa. Nên các cô bác anh chị hãy chú ý giùm con nha, là con chỉ có làm việc ở duy nhất ở hiện giờ nha, hiện giờ duy nhất ở phòng khám đa khoa Bit Nanocell ở địa chỉ là 163D Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, chứ không làm việc ở bất cứ nơi nào khác. Và nếu như các cô bác anh chị có thể giúp con là, tức là mình chia sẻ những cái live stream này nè đến những cái bạn bè của mình, thì khi mà các cô bác anh chị đó coi á, thì những người đó sẽ coi đúng là vô cái trang của con. Chứ còn nếu nha mà mình nói là lên Google hay gì mình tìm kiếm đó, thì sẽ vô tình là các cô bác anh chị đó sẽ vào cái trang của những cái đơn vị khác, tại vì họ đang cố tình họ làm cái việc này. Nên thật sự rất là mong các cô bác anh chị có thể giúp con là mình chia sẻ những cái video, những cái live stream giống gì nè đến những cái cô bác anh chị khác, thì nó sẽ giúp cho họ có thể vào được đúng trang và tránh bị đi vào những cái trang không đúng hoặc là những cái trang mà giả mạo nha các cô bác anh chị. Rồi.
Rất là cảm ơn các cô bác anh chị. Bây giờ mình tiếp theo là nói tới cái vấn đề thời gian ngủ. Thì ở đây á, ngủ bao lâu là đủ? Thường mình có thói quen mình suy nghĩ một ngày phải ngủ 7 tới 8 tiếng, đúng không? 7 tới 8 tiếng là đủ. À, thì tại sao mà mình hay nghe nói ngủ là 7 tới 8 tiếng là đủ, còn còn con nít thì như thế nào, rồi những cái người mà ở tuổi lớn, người cao tuổi thì như thế nào? Thì đây con cho các cô bác anh chị coi một cái bảng nha. Cái bảng này cái thời gian ngủ lý tưởng, và cố gắng làm sao mình ngủ đủ theo cái bảng này là ok nè. Cái nó hơi nhỏ, đợi con một tí nha. Đây các cô bác anh chị thấy nha, ở đây nó có từ sơ sinh tới những người 65 tuổi trở lên luôn. Thì đây mình chú ý những cái mốc mà lớn tuổi thôi. Đây mốc từ 18 tới 64 là 7 tới 9 giờ, còn mốc từ 65 tuổi trở lên là 7 tới 8 giờ. Nên cố gắng mình ngủ 7 tiếng, nhớ cái mốc dùng con nghe, làm sao ngủ khoảng 7 tiếng một ngày là ok. Thì nó có những cái mốc và những cái này người ta đã đưa những nghiên cứu theo tuổi tác các cô bác anh chị, thì mình cứ nhớ một mốc thôi. Ví dụ là từ trưởng thành 18 tuổi trở lên, cố gắng một ngày ngủ làm sao đủ 7 giờ, 7 tiếng giùm con. Mình có thể tính thời gian cả ngủ ban đêm và ngủ buổi trưa nha. Nếu mà các cô bác anh chị có một cái thói quen ngủ buổi trưa được khoảng nửa tiếng nó rất là tốt. Thật sự buổi trưa mình ngủ khoảng nửa tiếng tới 45 phút thì nó sẽ thật sự rất là tốt. Nó giúp cho cái cơ thể mình nó tái phục hồi, dùng chữ tái phục hồi. Tức là nó sẽ giúp cơ thể mình nó dễ tái phục hồi để có thể mà giúp cho cái việc mà làm việc buổi chiều đó nó đạt được có nhiều năng lượng, được chưa? Rồi ok, chỗ này là cái thời gian ngủ các bác thì nắm giùm con nha, đợi chút xíu con tắt cái này, cái đợi con một chút xíu. Rồi tiếp tục. Rồi chỗ này tiếp theo một cái quan trọng nữa, một cái câu hỏi này nè. Thật sự khi mà chúng ta bị rối loạn giấc ngủ á, mình chỉ mong làm sao mình ngủ được đủ giấc, đúng không các cô bác anh chị? Còn những người bình thường như là những ví dụ như bản thân con hoặc là các cô bác anh chị nào mà chưa có rối loạn giấc ngủ á, thì mình muốn giấc ngủ mình có gọi là tốt nhất cả về số lượng và chất lượng. Vậy thì bây giờ nha, đối với trường hợp mà chúng ta ngủ không đủ 7 tiếng nhưng chất lượng giấc ngủ chúng ta tốt, hay trường hợp là chúng ta ngủ 8 tiếng nhưng chất lượng giấc ngủ chúng ta không tốt, thì theo các cô bác anh chị cái nào nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn? Mình có thể comment cho con nha, coi là các cô bác anh chị có cùng ý tưởng với con không. Đó là giữa một cái chất lượng giấc ngủ và một cái thời gian giấc ngủ, thì cái nào là cái nó sẽ là quyết định cái sức khỏe cũng giống như là cái giấc ngủ của mình nó được tốt nhất, chất lượng giấc ngủ hay là thời gian giấc ngủ, được chưa? Đó. Rồi các bạn chị suy nghĩ như thế nào? Thì thật sự nha, đối với y khoa hoặc là đối với bản thân con, thì do giấc ngủ chúng ta nó có những cái sóng của điện não đồ á, nên thật sự ngủ đủ giấc thì chưa đủ, mà bạn cần có giấc ngủ ngon, hay người ta gọi là chất lượng giấc ngủ. Tốt nhất là mình vừa ngủ đủ giấc mà vừa ngủ ngon, cái đó thì quá tuyệt vời rồi, đúng không các cô bác anh chị? Nhưng nếu phải chọn lựa giữa hai yếu tố thì phải chọn giấc ngủ ngon nha các cô bác anh chị. Có thể mình ngủ 3 tiếng 4 tiếng thôi nhưng cái giấc ngủ của mình nó sâu, và khi thức dậy mình cảm thấy tỉnh táo là mình có thể đảm bảo đủ thời gian để não mình nó phục hồi, và cái cơ thể của chúng ta nó những cái cơ quan quan trọng như gan thận tỵ tim vân vân nó có thể được tái phục hồi trở lại để bắt đầu một ngày mới. Nên nhớ giùm con, thời gian giấc ngủ sẽ không quan trọng bằng chất lượng giấc ngủ. Do đó khi mà mình ngủ ngon
ngủ sâu, mà mình ngủ 4 tiếng, 5 tiếng hoặc là 6 tiếng đi, thì lỡ mà mình thấy sao mình ngủ ít hơn người ta, mình cũng đừng có lo lắng nha. Bản chất những người ngủ nhiều chưa chắc họ ngủ ngon, mà nếu họ ngủ không ngon chưa chắc là cái cơ thể họ khỏe bằng các cô bác anh chị đâu. Nên chỗ này nhớ dùm con, cái chất lượng giấc ngủ nó rất là quan trọng nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ nói đến những cái vấn đề về cách mà chúng ta cải thiện hay là điều chỉnh giấc ngủ không dùng thuốc. Rồi, được chưa? Rất là quan trọng nha. Đợi còn một tí. Đầu tiên, khi mà nói về cách mà cải thiện điều chỉnh giấc ngủ không dùng thuốc thì nãy giờ con chia sẻ trong cái ba cái dòng đó, mà mình nắm được ba cái dòng đó là mình đã nắm rất là nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ nói tới những cái phần mà liên quan tới cái việc mà chế độ ăn uống và cái vệ sinh giấc ngủ. Còn về cái tình trạng mất ngủ nên ăn gì và kiêng gì nha, con sẽ làm một cái buổi chia sẻ nữa để chia sẻ cho tất cả các cô bác anh chị biết cách ăn uống. Tại thật sự là khi mà làm mấy cái này các cô bác anh chị, mà lúc mà các cô bác anh chị đến phòng khám con điều trị á, họ sáng có một cái sư cô nói với con ở Đồng Nai tới, thật sự là nói nghe rất là cảm động. Bác sĩ làm cái này á là giống như là ví dụ nhiều người ta không tới điều trị được, nhưng mà họ coi cái video xong họ biết cách ăn uống, họ biết cách tập luyện á, là tôi thấy họ đỡ nhiều lắm. Ở trong chùa á, tôi chia sẻ cho rất là nhiều thầy cô sư thầy trong chùa, họ đỡ rất là nhiều, nên là rất là cảm ơn bác sĩ đó. Thì thật sự những cái câu này nó làm cho mình có thêm động lực, cho con cảm nhận là những cái mà mình chia sẻ là ngoài cái việc là giúp ích cho cái việc điều trị những cái trường hợp mà cô bác anh chị đến phòng khám đi, thì những cái người cô chú anh chị nào ở xa, những người nào mà không có điều kiện để mình đến phòng khám được á, thì mình vẫn có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống và cải thiện được cái sức khỏe của mình thông qua những cái video, đúng không? Thì tương tự bây giờ về giấc ngủ, nãy giờ nếu mà mình làm được những cái ở trên á thì các cô bác anh chị đã cải thiện giấc ngủ rất là nhiều rồi, đúng không? Nãy giờ cái việc làm sao mình hiểu buổi sáng buổi chiều nè, melatonin khi nào tiết nhiều nè, rồi cái việc mình làm sao để cho nhiệt độ sinh học của cơ thể mình nó giảm xuống là mình đã giúp cho cái nhịp sinh học mình từ từ nó ổn định rồi đó các cô bác anh chị. Rồi còn bây giờ mình sẽ nói tiếp tới cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nha. Rồi thì đầu tiên cái vai trò của dinh dưỡng đối với giấc ngủ nó rất là nhiều vai trò mà mình ít để ý tới. Thứ nhất là nó giúp cân bằng điện não đồ hay điện não. Thì trong cái não chúng ta nó sẽ có những cái sóng gọi là sóng điện não, mà mình hay nghe nói đo điện não đồ đó các cô bác anh chị. Thì những cái sóng này chính là những cái mà giúp chúng ta vào giấc ngủ, ngủ sâu và gọi là ngủ ngon đó. Vậy thì nếu như chúng ta có thể giúp cân bằng được điện não đồ thì chắc chắn cái giấc ngủ chúng ta nó sẽ có một cái chất lượng rất là tốt, được chưa? Cái hai, giúp cho chúng ta giảm stress. Dinh dưỡng giúp chúng ta giảm stress, mà nếu giảm được stress thì nó sẽ giảm ảnh hưởng tới cái việc tiết ra những cái gốc tự do hoặc là gốc oxy hóa ở não, giúp cho tế bào não chúng ta tránh những cái tổn thương bởi gốc tự do và gốc oxy hóa, được chưa? Cái thứ ba, dinh dưỡng nó giúp kiềm hóa cơ thể. Cái này con nói rất là nhiều lần rồi, cơ thể chúng ta mà nếu kiềm hóa được gần như là bệnh lý mãn tính, mình phòng ngừa rất là nhiều luôn đó các cô bác anh chị, rất là nhiều bệnh lý mãn tính phòng ngừa. Tại vì đa số bệnh mãn tính nó xuất hiện trong môi trường axit, tức là trong môi trường cơ thể chúng ta mà axit á, thì những bệnh lý mãn tính nó sẽ dễ xuất hiện. Còn ví dụ nha, axit uric nè, đó, gút á. Thứ hai, những cái bệnh về chuyển hóa như là rối loạn mỡ máu hoặc là tiểu đường, thì mình hoặc là những cái bệnh lý về dạ dày như là viêm loét dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày thực quản. Vậy thì chỗ cái axit uric này con muốn nói chút xíu để cho các cô bác anh chị, cô chú nào mà có vấn đề axit uric mình nắm một cái này nha. Đó là khi mà mình xét nghiệm máu, axit uric mà mình xét nghiệm được là axit uric ở trong máu, đúng không các cô bác anh chị? Mình rút máu mà. Đó thì axit uric đó là axit uric trong máu, chứ không phải axit uric nó lắng đọng ở thận hay lắng đọng ở khớp. Mình đâu có xét nghiệm dịch khớp đâu, nên mình đâu có biết là nó có lắng không. Nên khi mà mình đau nhất ở khớp mà có tăng axit uric á, mà mình uống thuốc axit uric nó trở về bình thường nhưng khớp vẫn còn đau, thì mình phải đi siêu âm kiểm tra giùm con là có dấu lắng axit uric ở khớp không, và nếu có mình phải điều trị một cái đợt để thải cái axit uric lắng ở khớp đó, thì lúc đó mình mới cải thiện được triệu chứng. Và có một cái vấn đề này nữa là khi mà mình điều trị thải axit uric nha, giống như mình hiểu là mình bây giờ mình làm cho nó bong ra đó,
thì chắc chắn là sẽ có 3 tới 5 ngày mình sẽ rất là đau, đau hơn, tại vì lúc đó là cái mặt khớp nó bị sát khuẩn mà, tức là nó làm giống như là nó ghét cái mặt đó, nó chóc ra vậy đó, dễ hiểu là vậy. Thì lúc đó là nó sẽ đau nhiều hơn, thì các quý anh chị cứ bình tĩnh, tại vì bản chất cái đó là cái quá trình cơ thể chúng ta thải axit uric từ khớp ra mà, nên là nếu có vấn đề đó mình cũng cứ bình tĩnh nha các cô bác anh chị, qua 3 tới 5 ngày nó sẽ ổn định và con giúp rất là nhiều người, đặc biệt những người trẻ, những người trẻ mà bị tăng axit uric á thì ai cũng bị cái này hết, ai cũng có cái giai đoạn mà nó đau nhất nhiều hơn, nhưng sau đó bắt đầu nó mới cải thiện. Một cái bạn ở Long Xuyên 1992 là mỗi tuần đều đi xuống con hết, An Giang mà xa nha, chứ không phải là từ Long Xuyên nha, ở trên kia đó. Thì là lúc đi xuống lần đầu tiên đi xuống thì bắt đầu xét nghiệm máu là axit uric nó bình thường, nhưng mà siêu âm là axit uric nó lắng ở khớp, rồi bắt đầu mới điều trị một cái đợt thải axit uric. Thì lúc điều trị xong á, về là trong khoảng tới ngày thứ hai là bạn đã bắt đầu đau rồi, tới ngày thứ ba bạn đau nhiều và lúc đó bạn giống như muốn bỏ cuộc á, phải gọi điện động viên, giống như là phải với ngay từ ban đầu là đã nói rồi nhưng mà bạn đau quá bạn chịu không nổi, thì nói với bạn phải cố gắng. Thì tới sau ngày năm bắt đầu bạn cải thiện, bạn đỡ rất là tốt. Sau đó là bây giờ giống như là lúc đầu đi không được luôn đó các cô bác anh chị, phải tài xế rồi phải có cái bạn bảo vệ kè vô, nhưng mà bây giờ bạn đi tự mình được rồi. Thật sự rất là mừng, sinh năm 1992, cái quãng đời nó còn rất là dài, phải cố gắng làm sao để mình dưỡng cái cơ thể của mình mới được nha. Rồi thì cái nước kiềm là một cái con thấy là các cô bác anh chị nên chuẩn bị ở nhà đi, mỗi người nên có một cái bình nước kiềm, tại vì thật sự là bây giờ cái bình nước kiềm mà nó bào chế ra, nó tạo ra cái bình nước kiềm dạng gì là nó quá tốt, thật sự là quá tiện luôn, mình đi đâu mình cũng có thể đem được hết, và chỉ cần mình lấy nước lọc mình chế vô cái mình lắc là mình có nước kiềm để uống rồi. Chứ không có phải nhất thiết phải một cái bình đắt đỏ rồi lắp tại nhà rồi đi đâu thì lại không uống được, tại đi đâu có đem nước đó theo được đâu, đâu có đem cái bình đó theo được đâu. Còn cái này mình đi du lịch ở 10 ngày đi mình cũng có đủ nước kiềm để mình uống, nên cái này nó rất là tiện các cô bác anh chị, nên con nghĩ là các cô bác anh chị nên cố gắng làm sao mà mình có thể sắm cho nhà mình, mua cho nhà mình một bình nước kiềm để giúp cho cái cơ thể mình nó được tốt hơn. Rồi tiếp theo nữa là dinh dưỡng, nó sẽ giúp tăng cái lượng máu lên não, hay người ta gọi là tăng tuần hoàn não. Bữa trước mình có một cái chia sẻ về thiếu máu não rồi đó các bạn chị nhớ không, ăn gì nên ăn gì đó, thì cái đó rất là quan trọng nha. Và nếu mình hiểu như nào, não chúng ta mà đủ dinh dưỡng, tế bào não đủ dinh dưỡng, đủ máu nuôi, thì chắc chắn nó sẽ đủ khả năng để nó tiết ra hormone, đúng không, để giúp chúng ta có giấc ngủ ngon. Còn bây giờ não chúng ta mà thiếu máu nuôi, chúng ta mà bị những cái vấn đề là dinh dưỡng lên não kém, thì chắc chắn tế bào não nó không thể nào sản xuất ra đủ được hormone đó, nên chỗ này nó rất là quan trọng. Và cái tiếp theo nữa đó là giúp tăng sản xuất hormone liên quan tới giấc ngủ. Rồi được chưa, ví dụ serotonin, melatonin là những hormone rất quan trọng đối với giấc ngủ. Vậy thì vai trò của dinh dưỡng nó quá lớn, và nếu các cô bác anh chị có thể biết cách mà mình bổ sung, mình ăn uống đúng, nó rất là tuyệt vời. Thì ở đây sẽ có những trường hợp mà mình bổ sung qua đường ăn uống, nó không gọi là nó không hấp thu được nhiều, hoặc là nó không cải thiện nhiều, là những trường hợp mình có bệnh lý về đường tiêu hóa, những người lớn tuổi mà bị rối loạn giấc ngủ. Thì thật sự là đối với những trường hợp mà mình bị rối loạn giấc ngủ thì bản chất là dinh dưỡng của mình nó đã kém rồi đó, mình ăn uống nó đã không được ngon như bình thường rồi, mà bên cạnh đó mình ăn uống nó lại ít đi được, gọi là khó hấp thu hơn những cái trường hợp bình thường nữa. Nên đối với những trường hợp đó các bác anh chị có thể xem xét mình sử dụng cái liệu pháp là truyền vi chất, tại vì truyền mình sẽ đưa được trực tiếp qua đường máu và mình kiểm soát được cái hàm lượng vi chất và cái những cái loại vi chất mà mình đưa vào cơ thể để bổ sung cho não, giúp chúng ta tế bào não chúng ta, tế tuyến tùng tiết ra được đủ những cái hormone hỗ trợ về giấc ngủ như là melatonin hoặc là serotonin. Thì con ví dụ một vài cái nha mà con đã áp dụng, thì giờ ví dụ tuyến tùng hoặc là tế bào não muốn sản xuất ra được những hormone đó bắt buộc nó phải có vitamin B, mà trong đó ví dụ như B1, B6, B12. Rồi bên cạnh đó là nó phải có magie đó. Rồi ngoài ra phải làm sao giảm được gốc tự do, gốc oxy hóa để tránh tổn thương tế bào não, thì mình cần phải có gì, cần phải có vitamin C, cần phải có N-acetylcysteine, cần phải có glutathione. Đó là những cái hoạt chất mà chúng ta cần thiết để chúng ta bổ sung vào trong cơ thể, giúp cho tế bào não chúng ta nó tăng sản xuất hormone, giúp cho tế bào não chúng ta tránh bị tổn thương hay tránh bị ảnh hưởng bởi gốc tự do hay gốc oxy hóa, được chưa?
Rồi, đó là về phần dinh dưỡng nha. Chúng ta sẽ có những cách để chúng ta bổ sung dinh dưỡng. Một là qua đường ăn uống, hai là qua cái việc mà chúng ta bổ sung vi chất. Và con thấy là nếu các cô bác anh chị nào có vấn đề rối loạn giấc ngủ thì mình nên xem xét cái vấn đề bổ sung vi chất, thì nó sẽ giúp cho mình tránh cái việc mà mất ngủ kéo dài và kèm theo đó là giảm được cái việc sử dụng thuốc ngủ. Nhưng mà cái này nó không phải là thuốc nha các cô bác anh chị. Nhớ giùm con, nãy giờ mình đang nói dinh dưỡng, đang nói vitamin khoáng chất, nên nó không phải là thuốc. Mà không phải là thuốc thì không thể nào tác dụng nhanh được như thuốc. Không có cái chuyện là mình bổ sung một ngày, mình chiều một lần về giấc ngủ mình nó sẽ ngon được như bình thường đâu. Có thể là giấc ngủ mình đã cải thiện đó, ngủ thấy nó sâu hơn đó, nhưng mình phải cần thời gian để cho tế bào não mình nó hấp thu đủ chứ, đúng không? Và tế bào não mình nó phục hồi đó, nên nó sẽ cần có những cái liệu trình và cần có thời gian để là tế bào não nó đủ thời gian để nó làm được cái chuyện phục hồi và sản xuất ra hormone đó. Nên là cái việc mà mình làm những cái bổ sung dinh dưỡng nè hoặc là truyền vi chất á, nó giống như kiểu là phục hồi từ bên trong. Mà phục hồi từ bên trong thì chúng ta không sợ tác dụng phụ, tại vì nó đâu có dùng thuốc ngủ đâu, đúng không? Mà nếu như không dùng thuốc ngủ thì chắc chắn sẽ không ức chế tế bào não, không bị những cái vấn đề về trầm cảm hoặc là những cái loạn thần, hoặc là không những cái vấn đề về gan thận cũng không bị ảnh hưởng luôn. Nên nó thật sự nó sẽ an toàn và tốt hơn nè các cô anh chị. Rồi, đó là về dinh dưỡng. Rồi bây giờ thì cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì như thế nào gọi là chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thì hôm nay con sẽ chia sẻ cái chế độ ăn nha. Còn một cái buổi nữa sẽ chia sẻ là những cái loại thức ăn mà mình nên ăn và nên kiêng. Đó, thì có thể là buổi sau hoặc là tuần sau, bữa nay là thứ năm đúng không? Thì có thể buổi sau hoặc tuần sau. Rồi vậy bây giờ nha, là đối với trường hợp chế độ ăn uống lành mạnh, đầu tiên các cô bác anh chị phải cung cấp đủ những cái gọi là protein. Nhớ giùm con nha, protein là cái cần thiết cho cái việc tạo ra các acid amin. Mà acid amin chính là một trong những cái giúp cho não nó tạo ra những cái hormone, ví dụ tryptophan, ví dụ như là cái serotonin hay là melatonin, để giúp chúng ta ngủ ngon. Nên phải cố gắng bổ sung đủ đạm, và nếu được nên chọn những cái sản phẩm đạm từ thực vật, ví dụ như là từ các loại hạt, các loại đậu, đặc biệt là đậu nành thì nó sẽ rất là tốt. Đương nhiên là từ động vật cũng được nha, nhưng mà được từ thực vật thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Từ động vật thì các cô bác anh chị có thể chọn lựa từ cá hoặc là gà thì nó sẽ tốt hơn những cái loại thịt đỏ, được chưa? Rồi tiếp theo là mình phải tăng cường hấp thu chất xơ. Thì chất xơ chính là một trong những cái nó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy mình cố gắng mình bổ sung rau củ quả, những cái loại ngũ cốc nguyên hạt là những cái cung cấp chất xơ rất là tốt. Chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan đều rất là tốt cho sức khỏe và rất tốt cho giấc ngủ của chúng ta nha. Rồi cái thứ ba, cố gắng hạn chế tiêu thụ những cái loại thức ăn ở những cái loại chất kích thích như là cà phê, rượu, bia, vì cái này nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của mình. Rồi điều chỉnh thời gian uống, tránh cái việc ăn no hoặc là quá đói, ăn quá no hoặc quá đói trước khi đi ngủ. Con biết có nhiều cô chú hoặc là nhiều anh chị làm việc tới 8-9 giờ xong buông ra ăn, ăn xong rồi ngủ. Từ từ rất là nhiều bệnh lý nó xuất hiện đó các cô bác anh chị. Thứ nhất, những cái bệnh lý về chuyển hóa nè. Lúc đó mình ăn no một bụng rồi mà mình không vận động thì mấy cái năng lượng đó nó đi đâu? Nó tích tụ thành mỡ thừa. Rồi, cái hai, dễ bị trào ngược dạ dày thực quản do ăn xong chúng ta nằm liền. Thứ ba, dễ bị rối loạn giấc ngủ nha. Rồi tiếp theo là cái vận động. Thì các bác anh chị nha, sau khi mà thực phẩm là tới vận động. Hồi nãy mình nói vận động rất nhiều rồi đúng không? Vận động giúp cho nhịp sinh học, nó nhiệt độ sinh học của chúng ta nó từ từ nó giảm vào ban đêm. Vận động giúp cho não tăng tiết melatonin, đúng không? Vận động giúp tăng lưu lượng máu lên não. Và vận động hưng phấn, tỉnh táo ban ngày, nó sẽ giúp buổi tối ức chế tốt hơn và dễ vào giấc ngủ hơn nha. Đó là vai trò của vận động. Thì cố gắng làm sao vận động mà chúng ta có cái ở ngoài môi trường bên ngoài để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nha các cô bác anh chị. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ giúp ban đêm dễ sản xuất ra hormone melatonin, dễ giúp chúng ta vào giấc ngủ hơn. Rồi thì tiếp theo nữa là một cụm từ nó rất là quan trọng trong giấc ngủ, nhưng mà các cô bác anh chị ít có nghe cụm từ này đó, đó là vệ sinh giấc ngủ.
được chưa? Cái cụm từ này nó là vệ sinh giấc ngủ. Vệ sinh giấc ngủ có nghĩa sao? Là chúng ta tạo một tập hợp những cái thói quen và biện pháp để tạo cái môi trường và cái lối sống lành mạnh để giấc ngủ chúng ta nó được tốt. Ví dụ đầu tiên, thực hiện cái lịch trình ngủ đều đặn, tức là cứ đúng giờ đó các cô bác anh chị lên giường đi, cứ làm chuyện đó cho con, ngủ không được cũng lên giường nữa nha, ngủ không được cũng lên giường nữa, làm thành một cái thói quen thì đó là một cái thói quen tốt, được chưa? Cái hai, tạo một cái môi trường ngủ thoải mái, ví dụ như là đảm bảo là phải làm sao cái nhiệt độ là mát mẻ 28-29 độ, phòng phải tối khi tắt đèn và cố gắng yên tĩnh, cái đó rất quan trọng nha, tức là gọi là môi trường ngủ thoải mái. Cái ba, hạn chế những cái kích thích trước khi ngủ, ví dụ như là sử dụng điện thoại chơi game, máy tính chơi game hoặc là xem tivi trước khi chúng ta ngủ, hoặc là chúng ta giữa giấc chúng ta thức dậy thì cũng đừng nên xem điện thoại, tivi hoặc là máy tính nha các cô bác anh chị. Rồi, hạn chế tiếp xúc với cà phê chất kích thích trước khi ngủ. Rồi, thực hành cố gắng làm sao là tập thể dục đều đặn đó, để và cái chế độ ăn uống lành mạnh, đó là một trong những cách để chúng ta giúp chúng ta có một cái giấc ngủ ngon, được chưa? Rồi, vậy thì đây chính là những cái mà hôm nay con chia sẻ cho tất cả các cô anh chị về vấn đề giấc ngủ. Mình sẽ bước qua cái phần tiếp theo là trả lời câu hỏi. Con nghĩ sẽ rất là nhiều cái câu hỏi được trả lời. Ok, cái nhiều câu hỏi. Thì bây giờ con xin mời bác Kevin sẽ cùng con trả lời các câu hỏi đây với các cô bác anh chị nha. Dạ, xin kính chào các quý cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay đang xem buổi live stream trực tiếp cùng với bác sĩ Minh. Thì cảm ơn bác sĩ Minh đã cho em được cơ hội để kết nối với các cô chú anh chị để cùng trả lời những câu hỏi và các thắc mắc của các cô chú anh chị ngày hôm nay ạ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trả lời cho các cô bác anh chị luôn nha bác Kevin. Rồi bây giờ đầu tiên á, chắc là cho phép con trả lời mấy cái câu hỏi của mấy cô chú inbox trước nha, tại vì có nhiều cô chú inbox từ sớm luôn á các cô bác anh chị. Bây giờ thứ nhất là câu của chú Cao Thắng là khi mà uống rượu bia thì có giúp giấc ngủ ngon hơn không vì bác sĩ? Vì tôi có thói quen là trước khi ngủ sẽ uống bia, một lon bia. Thì này chắc là nhờ bác Kevin trả lời giúp chú Cao Thắng nha. Dạ cảm ơn câu hỏi của chú Cao Thắng. Thì thật sự chú ơi, cái này là một cái hiểu lầm đối với nhiều người. Thì thật sự là uống rượu bia nó có thể làm cho chú ngủ sớm hơn, ngủ được nhiều hơn, nhưng mà thực tế thì cái chất lượng giấc ngủ của mình nó sẽ không tốt, và chất lượng giấc ngủ mình nó thấp lắm chú, làm cho là khi mà mình thức dậy thì mình cái cảm giác trong người mình nó sẽ cảm giác như mệt mỏi, uể oải, cũng như là mình mất thăng bằng, mất phương hướng đó chú. Cho nên là cái quan niệm này là không có đúng nha chú ơi. Rồi, rất là cảm ơn bác Kevin. Cái này nó rất là quan trọng đó chú. Chú mà duy trì cái thói quen này nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng giấc ngủ mình nha chú. Cô Nguyễn Lợi, cô cần mua omega 3. Cô ơi, chắc chút xíu sẽ có bạn liên hệ với cô nha. Cái omega 3 nó rất là tốt cho giấc ngủ luôn đó cô. Vừa tốt cho khớp mà vừa tốt cho giấc ngủ, nên chúc sẽ có bạn liên hệ với cô để đặt giúp cô nha. Ở đây có chú Minh Quang, chú hỏi là câu rất là dài, nó cũng liên quan tới thuốc, đó là bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị mất ngủ 2 tới 3 năm nay rồi. Đây còn chút xíu nha. Chú Minh Quang đợi con chút xíu nha các. Rồi, tôi bị mất ngủ 2 tới 3 năm nay rồi, uống nhiều loại thảo dược nhưng không cải thiện được, đi khám ở bệnh viện Tâm Anh, bác sĩ cho uống hai loại là Zobitap và cái Xanax 7,5 mg với 5 mg đó các cô bác anh chị. Liều lượng là tháng đầu tiên mỗi thứ nửa viên, sau đó giảm mỗi thứ 1/4 viên thì ngủ được. Uống liều lượng này được 1 năm. Vậy uống thời gian dài có ảnh hưởng gì không? Thì chú, đối với chú uống cái liều mà hai cái này mà chú uống 1/4 gần như là cái liều thấp lắm chú. Cái liều cực kỳ thấp, nên có thể nói là nếu như chú làm được những điều mà hôm nay con chia sẻ thì con nghĩ chú có thể giảm được một trong hai thứ này nữa đó chú. Nếu giả sử nha, chú làm được mấy cái điều mà hôm nay con chia sẻ rồi thì chú thử chú giảm 1/4 viên Xanax trước cho con nha. Cái Xanax trước á, giảm cái này trước nha, cái Xanax 1/4 giảm cái này trước. Rồi nếu như giảm rồi mà vẫn ngủ ngon nữa
thì khoảng cỡ 3 tháng sau chú giảm thêm cái Zobitax giùm con luôn, được chưa? À, cô Đoàn Thị Ngọc Dung 56 tuổi, đêm không ngủ được, mấy năm trước phải dùng đến thuốc ngủ, được 2-3 năm không phải dùng, ngủ bây giờ lại không ngủ được. Ô, cái giấc ngủ mình gối loạn nó tái đi tái lại là bình thường cô, giống như hồi nãy mình thấy nguyên nhân đó. Cái lúc mà cô bị căng thẳng, stress, lo âu, ảnh hưởng của gia đình, công việc gì đó thì bắt đầu mình rối loạn. Sau đó bắt đầu cái stress đó nó hết đi, cô sử dụng một những cái thuốc hỗ trợ thuốc ngủ đi. Sau đó chết nó hết đi, mà giai đoạn đầu cô chưa có bị lệ thuộc thì sau khi giấc ngủ ổn định cô có thể ngưng, nhưng cái chết đó quay lại hay hoặc là những cái vấn đề khác như cái bệnh lý nền như là vấn đề về bệnh tim mạch hô hấp nó có gì đó thì nó dẫn tới chúng ta bị rối loạn giấc ngủ trở lại. Nhưng là cái việc điều trị nó sẽ có thể mình xem cái nguyên nhân mà mình có cái hướng điều trị khác nhau nha cô. Rồi tiếp theo là cô Mỹ Hạnh, cô có hỏi một câu là bác sĩ ơi, con gái tôi uống cà phê 2 buổi sáng và tối một ngày do phải học bài, thì cái này nó có tốt cho cơ thể và tốt cho giấc ngủ không? À, này chắc nhờ bác Kevin trả lời giúp cô Hạnh nha. Dạ, dạ cảm ơn câu hỏi của cô Mỹ Hạnh. Thì thật sự cô ơi, cái nếu mà mình uống cà phê mà mình chỉ uống buổi sáng á thì có thể là nó tốt đó cô và nó có hiệu quả, nhưng mà nếu mà con gái cô uống thêm buổi tối á thì nó sẽ gây khó ngủ cũng như là gây kích thích thần kinh, cho nên là về lâu dài sẽ dẫn đến những cái căng thẳng cũng như là con gái cô học hành nhiều thì đôi khi nó đã căng thẳng rồi, thì nếu mà mình buổi tối mình còn sử dụng thêm cà phê nữa thì thật sự là về lâu dài sẽ không có tốt, bởi vì cái tác dụng của cà phê cũng như là trà thì nó có thể kéo dài từ 8 tới 12 tiếng giống như bác sĩ Minh đã trình bày lúc nãy đó cô, cho nên là mình sắp xếp thời gian là mình chỉ nên sử dụng cà phê vào buổi sáng là tốt nhất, và cái giấc ngủ trưa nó cũng rất là quan trọng, cho nên con nghĩ cô nên trao đổi với con gái cô để mình sắp xếp thời gian cũng như là cái sử dụng cà phê cho nó hợp lý nha cô. Rồi rất cảm ơn bác Kevin nhớ giùm con nha. Cái cà phê con uống buổi sáng sợ là tối con ngủ không được á, còn này nếu mà uống buổi chiều tối là sự cái khả năng ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của mình nó rất là cao á cô. Nên cô nói với em chú ý cái chỗ này nha, không có phải vì cố gắng học bài mà mình thức á, mà mình làm những cái cách đó thì có thể là nó có thể ảnh hưởng không tốt nếu mà mình để một thời gian dài. Rồi tiếp theo có chú Quỳnh Anh, có cô Quỳnh Anh, cô hỏi cô uống thuốc Rinco Berlin chắc của Đức ngủ được. Cô cái này Rinco Biloba đó hay Rinco Berlin là Rinco Biloba, thì đây là một trong những cái tăng tuần hoàn máu não nên nó rất tốt để giúp đủ cái lượng máu, đủ lượng dinh dưỡng lên não để cho mình có giấc ngủ ngon. Thì cái này á, nếu mà phối hợp với cái việc sử dụng nha, kèm với cái omega 3 nhuyễn thể nó sẽ rất là tốt trong cái việc cải thiện giấc ngủ. Nhưng mà có điều hai cái viên này nhớ giùm con là uống cách xa nha, uống cách khoảng 2 tiếng nha các cô bác anh chị. Hai viên này không cần phải uống trước khi đi ngủ, mình có thể uống ban ngày và uống ban chiều cũng được, nhưng mà cố gắng uống làm sao cách xa khoảng 2 tiếng để tránh những cái vấn đề liên quan tới máu mà chảy lâu cầm á, được chưa? Rồi cô Nga Nguyễn, bác ơi ngủ 8 giờ, 1 giờ thức tới sáng là bị sao vậy? Bác thứ nhất nãy cô có nhớ cái nhịp sinh học cô nói không? Thường 9 giờ cái melatonin nó mới tiết ra, mà nếu cô ngủ trước 8 giờ là cái thời điểm cơ thể chúng ta chưa có gọi là bắt đầu sản xuất hay tiết ra cái melatonin đâu cô. Thì chỗ này á cô, nếu mà cô ngủ 1 giờ sáng thức tức là cô đang rối loạn nhịp sinh học. Bây giờ cô tập thói quen cô ngủ hơi trễ chút xíu giùm con nha, cỡ khoảng 9 giờ cô ngủ đi. Rồi cố gắng làm sao ví dụ mà 1 giờ thức thì 9 giờ mình ngủ 10, 11, 12, 1 là cô ngủ được 4 tiếng rồi đó cô. Mà nếu thức dậy mình cảm thấy khỏe khoắn thì mình lấy sách mình đọc giùm con. À, mình lấy cái gì đó mình đọc để cho giống như mình đừng có suy nghĩ làm cho cái mình bị căng thẳng vì cái việc mình thức giấc giữa đêm. Đó, thì lúc đó đôi lúc cô đọc sách lại giúp cô dễ vào giấc ngủ tiếp theo hơn, được chưa? Rồi bây giờ tiếp câu hỏi tiếp theo của chú Tấn, chú Anh Tấn, chú hỏi buổi tối có nên uống nước trước khi đi ngủ không và nên uống bao nhiêu là đủ? À cái này rất quan trọng nha, uống nước trước khi đi ngủ và uống bao nhiêu là đủ. À cái này chắc nhờ bác Kevin trả lời cho chú Tấn nha.
Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chú Tuấn. Thì chú có hỏi một câu hỏi rất là hay đó chú. Thì đúng là nhiều người sẽ cảm thấy khác ngay cái trước thời điểm trước khi đi ngủ, nhưng mà thật sự nếu mà mình chỉ mất nước nhẹ, đối với người khỏe mạnh mà mình chỉ mất nước nhẹ trước khi mình đi ngủ thì thật sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình đâu chú. Tuy nhiên nếu mà mình có cảm giác khác thì mình có thể mình uống một ít nước, thì uống bao nhiêu thì theo nhiều nghiên cứu thì mình có thể uống khoảng 150 cho tới 200 ml nước. Và cái thời điểm uống đó chú, là mình có thể uống cách cách giấc ngủ của mình là cách cái thời điểm trước khi mình đi ngủ là khoảng 3 tới 4 tiếng. À, nếu được thì ít nhất là 2 tiếng là được đó chú. Thì mình uống nước trước khi đi ngủ nó giúp cho mình cải thiện tốt cái quá trình trao đổi chất cũng như là cải thiện tốt cái tuần hoàn của mình. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chú. Rồi, rất là cảm ơn bác Kevin. Nhớ giùm con nghe, cái thói quen và uống là uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ là một thói quen cực kỳ tốt để giúp cho mình phòng ngừa những cái bệnh lý liên quan tới giảm tăng cái độ nhớt máu trong lúc ngủ và mất nước qua cái đường thở, cái cô bác anh chị. Nên cái việc chúng ta uống một ly nước ấm trước khi đi ngủ, chúng ta nên tập thành một cái thói quen luôn nha các cô bác anh chị. Rồi, uống như bác Kết nói khoảng 200, khoảng 100 tới 200, nói chung là tầm khoảng đó là vừa. Tại có nhiều người uống uống 200 nó hơi nhiều, thì mình uống có khoảng 100, hơn 100 chút là cũng ok rồi. Rồi, ở đây cô Thịnh, cái Google Samin là tại đợt này cái bên hải quan về đó cô là nó hơi chậm nên sắp có rồi đó cô, trong tuần này hoặc là dữ lắm là đầu tuần sau là sẽ có, là con sẽ giao cho cô ngay nha. À đây cô Phạm Thị Anh Đào, câu hỏi này rất là hay. À, hồi nãy mình nói tới hóc môn melatonin đúng không? Thì cô Anh Đào có uống melatonin 10 mg thường xuyên mỗi tối lâu dài có tác hại gì không bác sĩ? Đối với cái melatonin mà cô cung cấp ngoại sinh đó cô, thì thật sự là một cái cách để mình giúp cho não mình nó đủ cái lượng melatonin để cho dễ vào giấc ngủ. Nhưng có điều thứ nhất, cái hấp thu, cái melatonin hấp thu qua đường tiêu hóa nó cũng kém. Đó rất là đầu tiên cái việc hấp thu nó bị ảnh hưởng là thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu cái liều 10 là liều nó sẽ hơi cao, tại bản chất cái liều sinh lý là nó sẽ khoảng nằm 3 đến 5, tức là nếu mình uống cái liều 5 á thì cô không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cái liều 10 có khả năng uống kéo dài nó sẽ có ảnh hưởng tới cái việc mà não của chúng ta nên giấc ngủ cũng như là bị lệ thuộc đó. Nên cô chú ý chỗ này giùm con, cô nên giảm thử liều 5 coi cô uống cô có ngủ ngon không. Nếu mà liều 5 mà uống ngon thì mình uống một khoảng thời gian dài thì mình cũng không có đến nỗi quá lo lắng nha cô. Đây cô Nguyễn Sương, đây cái này quan trọng nè, hồi nãy có nói nè, làm sao để có giấc ngủ sâu, cô ngủ không ngon giấc hay thức giấc nửa đêm, nhờ bác sĩ tư vấn. Cái này cô, cái chất lượng giấc ngủ cô đang có vấn đề, thì bản chất cái này là cô bị rối loạn giấc ngủ rồi. Thì bây giờ cô, cái việc mình cần làm là mình điều chỉnh lại cái nhịp sinh học, cái giấc ngủ của cô. Mình phải làm sao, làm những cái gì nãy giờ cô nói ba cái vòng tròn đó, cô về cô cố gắng cô làm cái đó giùm con. Và bên cạnh đó cô có thể xem xét bổ sung những cái loại dinh dưỡng mà giúp cho não tăng tiết những cái hóc môn, ví dụ như là cái việc mà mình truyền vi chất để bổ sung những cái vitamin, những cái khoáng chất, những cái chất chống oxy hóa cần thiết để não mình có thể là giúp sản xuất ra melatonin, serotonin và giúp chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn nha cô. Rồi tiếp theo câu hỏi của cô Mai Hoa là tôi thường xuyên thức khuya, vậy tôi ngủ bù lại ngày hôm sau nhiều hơn có được không? À, câu hỏi này cũng rất hay nha. Ngủ bù bù lại hôm trước thức khuya thì giờ chắc nhờ bác Kevin trả lời giúp cô câu này nha. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô Mai Hoa. Thì ngủ bù của cô là đây là một cái hiểu lầm rất là thường gặp ở nhiều người, đặc biệt là đối với những người giống như ở nhân viên y tế của tụi con mà nhiều khi cũng thức khuya giật đêm gì thôi, mình cũng suy nghĩ là nếu mà ngày hôm sau ngủ bù lại thì sẽ hồi phục lại được sức khỏe. Nhưng mà cái quan niệm này thực tế là không đúng. Tại vì dù mình có ngủ buổi trưa mình ngủ nhiều đi nữa thì nếu mà ngày hôm trước mình đã không có ngủ vào buổi tối á cô, thì cơ thể mình cũng sẽ không có nhiều năng lượng đâu cô. Đặc biệt là nếu mà mình ngủ trưa nhiều á thì buổi tối ngày hôm sau, cuối ngày hôm đó nữa là mình sẽ bị mất ngủ nữa đó cô. Nó sẽ là tạo thành một cái vòng lặp chu kỳ hoài luôn. Thì nếu mà được thì giấc ngủ trưa của mình chỉ tầm khoảng từ 10 15 tới 30 phút là được rồi cô, đừng có ngủ quá 60 phút, như vậy là sẽ tốt hơn à.
Rồi ok đây rồi cô nhớ giùm con nha cô Hoa, đừng có suy nghĩ là bây giờ tôi thức khuya bữa sau tôi ngủ bù, cái đó sẽ trở thành cái nhịp sinh học của cô luôn cô. Ví dụ như là cứ thức khuya quen rồi cái tới giờ đó mới ngủ được là nó sẽ không tốt nha cô. Rồi bây giờ có cô Hòa Liêu cô hỏi là chị hỏi là em bị mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Đó. Hòa Liêu, bác sĩ cho em hỏi, em bị mỡ máu và gan nhiễm mỡ thì khi mình đi phẫu thuật xét nghiệm máu có biết được mỡ máu, mình bị mỡ máu hay gan nhiễm mỡ không? Thì chỗ này á, nếu như mà em phẫu thuật mà nó liên quan tới những cái gì vùng bụng á thì có thể sẽ có siêu âm bụng, mà nếu có siêu âm bụng thì có thể phát hiện được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Còn mỡ máu thì có thể là làm những cái xét nghiệm cơ bản thường quy trước phẫu thuật thì chắc có làm xét nghiệm về mỡ máu nên có thể mình cũng biết được. Nên tốt nhất á em thì em vô em cứ xin bác sĩ bác ơi cho em làm xét nghiệm mỡ máu với cho em làm kiểm tra gan nhiễm mỡ với, thì bác cho em làm gì là mình chắc ăn là mình sẽ biết được nha. Chứ còn để gọi là khi phẫu thuật xét nghiệm máu có biết được không thì nhiều lúc những cái phẫu thuật như phẫu thuật khớp thì đâu có cần phải siêu âm bụng, ví dụ vậy. Đó. À, chú Liêu Liên Hồng, cô Liên Hồng, cái vấn đề này nhiều người cũng nhiều người bị nè cô, đau nửa đầu và mất ngủ sau zona thần kinh. Biến chứng của cái zona thần kinh hay là cái di chứng của zona thần kinh đó chị không hết được cô ơi. Cái này là mình phải sống chung với nó rồi đó cô. À, bây giờ mình cố gắng mình ăn uống, mình vận động, mình tập thể dục để cho những cái dẫn truyền thần kinh này kia nó tốt thôi, chứ để gọi là điều trị dứt điểm là rất khó, hoặc là hầu như là bây giờ không có những cái phương pháp nào để điều trị được cái dứt điểm cái di chứng của zona thần kinh hết. Rồi cô Nguyệt Nguyễn cô hỏi là về cơ xương khớp, cô đau cột sống thắt lưng L3 L4 trượt về phía trước, vậy có tập được tư thế con mèo và gắn hổ mang không? À cái này chắc nhờ bác Kevin trả lời cho cô Nguyệt Nguyễn ha. À, dạ cảm ơn câu hỏi của cô Nguyệt Nguyễn. Thì con thấy cô có đi khám rồi, đã được chẩn đoán là thoái hóa cột sống thắt lưng L3 L4 trượt về trước. Thì cô tập, nếu mà cô tập hai cái bài tập này thì đây là những cái bài tập mà giúp cho mình giảm đau lưng đó cô. Nhưng mà ngoài ra thì mình cần phải kết hợp nhiều phương pháp, nhất là mình phải tập vật lý trị liệu kéo giãn, cũng như là có thể là được bác sĩ nấn chỉnh cột sống. Rồi sau đó là mình về nhà mình có thể được bác sĩ hướng dẫn tập thêm những cái bài tập như là con mèo, rắn hổ mang cũng như một số bài tập khác. Như vậy thì cái hiệu quả nó mới được tối ưu đó cô. Rồi rất là cảm ơn câu trả lời của bác Kết nha, tức là cái tư thế này á mình tập những cái này nó giúp cho mình đưa về lại cái trục sinh lý. Thì đối với trường hợp mà mình có trượt ra trước hay trượt ra sau, nhiều người sợ trượt ra trước là mình tập mấy tư thế này nằm nặng hơn, thì thật sự là khi mà mình tập những cái tư thế này con mèo nó cũng có hạ lưng xuống với dõng lưng lên mà không cô, nên bản chất là nó tập cho cái cơ là nhiều. À, chứ nó sẽ đốt sống, nó sẽ gọi là nó rất là ít để nó di động chối với những cái bài tập ở nhà đâu cô, nên giống như bác Kết nói mình phải đi khám, bác Kevin nói mình phải đi khám được chưa. Rồi tiếp theo cô Hà Nguyễn, cô Hà Nguyễn chút xíu sẽ có bạn liên hệ với cô để giúp cô đặt cái omega 3 nha cô. Cô Nga Nguyễn cô hỏi về cái thuốc nè. Tôi uống thuốc này không uống không ngủ được, Silhouette có hại cho không bé? Cái này cũng là một cái dạng giống như gần gần giống thực phẩm chức năng, nói chung cũng ít tác dụng phụ á cô, nhưng mà có điều là cái này uống kéo dài nó cũng không tốt cho sức khỏe của mình, nên cô cố gắng làm sao thay đổi cái lối sống và làm những cái liệu pháp, những cái cách mà nãy giờ con hướng dẫn về không dùng thuốc đó thì nó sẽ tốt hơn nha. Đây cô Nguyệt Nguyễn có hỏi nè, nghe nói người già ngủ ít, cô 66 tuổi ngủ 4 tới 5 tiếng có đủ không? Cảm ơn bác sĩ. À cô hồi nãy cũng như cô nói đó, chất lượng giấc ngủ nó rất là quan trọng. Cô ngủ 4 tiếng mà thức dậy cô khỏe khoắn tỉnh táo là nó tốt hơn rất nhiều người ngủ 8 tiếng mà thức dậy mệt rồi đó cô. Nên quan trọng nhất là cái chất lượng giấc ngủ nha cô. À cô này cô Vũ Minh Thành cô hỏi rất là hay nè, nãy mình nói ngâm chân với nước ấm xong cô hỏi cô bị giãn tĩnh mạch thì cô bị
cô bị suy giãn tĩnh mạch nhẹ thôi thì ngâm chân với nước ấm buổi tối có được không? Cái này chắc nhờ bác Kevin trả lời giúp cho cô nha. À, dạ cô ơi, cái cô Minh Thành Vũ ha, cô bị suy giãn tĩnh mạch nhẹ hả cô, thì cô ngâm chân với nước ấm thì nếu mà mình ngâm lạm dụng quá hả cô thì nó sẽ gây ứ máu tĩnh mạch, nên là mình cái tình trạng tĩnh mạch mình sẽ nặng thêm. Nhưng mà ở với cô là mình suy giãn tĩnh mạch nhẹ thôi, cho nên là mình có thể sử dụng, mình có thể ngâm nhưng mà đừng có ngâm quá nhiều nhiều lần thì nó sẽ tốt hơn. Với lại mình cũng phải theo dõi cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch của mình nha cô. Tại vì nếu mà cô ngâm với nước ấm mà cải thiện được giấc ngủ của mình thì nó cũng là một cái cách trị liệu tốt, nhưng mà cũng phải theo dõi giúp con nha. Rồi, rất là cảm ơn câu trả lời của bác Kevin. Thật sự là bác Kevin giải thích rất là rõ đó cô. Nói chung là mình cũng đừng nên lạm dụng. Thì ngâm chân với nước ấm nó rất là tốt, nhưng mà nếu mà mình có vấn đề giãn tĩnh mạch thì mình cứ nghĩ là nước nóng nó sẽ làm cho mạch máu nó giãn ra, thì lúc đó sẽ làm cho cái tĩnh mạch của mình nó dễ bị ứ máu hơn. Nên cô cũng cần chú ý, cô nếu mà ngâm chân với nước ấm thì cô nên để cái nhiệt độ nó vừa phải, đừng quá nóng thì nó sẽ an toàn hơn đó cô. À, bổ sung loại nào cô Nguyễn Thị Thịnh, cô hỏi bổ sung loại nào tốt cho giấc ngủ bằng đường uống, thì lúc nãy có cô một cô nói về cái ginkgo biloba đó cô. Đây là một cái thuốc tăng tuần hoàn máu não nên nó cũng rất tốt để giúp chúng ta hỗ trợ về giấc ngủ. Bên cạnh đó là cái omega 3 krill, đây là một trong những cái loại mà nó giúp cho bảo vệ tế bào não và giúp tăng cái việc sản xuất hormone tại vì cơ thể chúng ta, tế bào não chúng ta, cái tác dụng mà gọi là giúp vào giấc ngủ đó là thứ nhất là nó đủ tế bào não, thứ hai nữa là sản xuất đủ hormone. Do đó nếu mà chúng ta bảo vệ được tế bào não và giúp tăng cái sản xuất hormone thì nó sẽ giúp chúng ta giấc ngủ ngon hơn. Cái thứ ba là cái melatonin, hồi nãy có cô uống đó, nhưng mà cái melatonin thì mình uống cũng nên cái liều thấp 3 mg một năm hoặc là hạn chế. Tốt nhất mình nên dùng những cái liệu pháp ví dụ như là omega 3 krill hoặc là cái ginkgo biloba, hoặc là bổ sung những cái vitamin khoáng chất giống như con chia sẻ và những cái chất chống oxy hóa thì nó sẽ tốt hơn để giúp cho mình có một cái giấc ngủ ngon mà lại tránh cái tình trạng ức chế tế bào não của mình đó. À, nhờ bác sĩ tư vấn truyền bi chất để có giấc ngủ ngon. Rồi, chỗ này con sẽ nói lại một lần nữa kỹ hơn nha, để các cô bác anh chị hiểu rõ nha. Bây giờ tế bào não của mình, tế bào não là một cái ví dụ nha, là nó tiết ra melatonin đi. Thì bây giờ mình tưởng tượng làm sao để tế bào nó tiết ra được hormone đó, nó phải có đủ dưỡng chất, nó đủ những cái thành phần thì nó mới tiết ra. Bây giờ mình đưa vào cơ thể không đủ thì chuyện gì? Nó không tiết ra đủ thì lúc đó giấc ngủ chúng ta sẽ bị rối loạn. Vì chúng ta việc cần làm là chúng ta bổ sung đủ dinh dưỡng cho tế bào não để cho nó có thể giúp cho tuyến tùng và những cái tế bào não tiết ra cái melatonin, cái serotonin, thì chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngon, một cái giấc ngủ chất lượng, giấc ngủ tốt. Vậy thì bây giờ cái việc mà chúng ta bổ sung bằng truyền vi chất là chúng ta đang bổ sung dinh dưỡng cho tế bào não chứ chúng ta không dùng thuốc, được chưa? Ví dụ tế bào não cần vitamin, giống như con nói vitamin nhóm B, ví dụ cần là vitamin C chống oxy hóa nè, cần cho glutathione, N-acetylcysteine để chống oxy hóa nè, cũng giống như là cần cho magnesium để tăng dẫn truyền thần kinh. Đó là những cái chất rất cần thiết cho tế bào não của mình để giúp cho nó sản xuất ra được đủ cái lượng hormone và giúp chúng ta cải thiện giấc ngủ nha cô. À, tiếp theo một câu của chú Nguyễn Tiến. À, chú hỏi rất là hay nha, bệnh mất ngủ có điều trị hết không? À, câu này chắc nhờ bác Kevin trả lời cho chú Tiến ha. À, dạ cảm ơn câu hỏi của chú Nguyễn Tiến. Thì về bệnh mất ngủ có điều trị hết hay không á, thì nó còn phải tùy thuộc vào là mình có phát hiện sớm cũng như là mình có điều trị đúng cái nguyên nhân của nó không á chú. Nếu mà mình phát hiện sớm, mình điều trị đúng nguyên nhân của nó thì mình có thể chữa được nha chú. Nhưng mà mình cũng trong cái về sau thì có thể mình bị tái lại nếu mà mình có những cái nguyên nhân tiếp nó vẫn tiếp diễn, tại vì mình có một cuộc đời rất là dài mà chú. Tuy nhiên thì nếu mà mình điều trị không hiệu quả cũng như là mình dùng các biện pháp không dùng thuốc mà nó ở nhà mà nó không hiệu quả thì mình có phải cân nhắc mình đi đến các cơ sở y tế để mình khám cũng như là mình xét nghiệm để mình tìm những cái nguyên nhân để mình điều trị cho nó chính xác nha chú.
Rồi, rất là cảm ơn bác Kevin. Nói chung là bệnh mất ngủ có thể điều trị hết nha các cô bác anh chị, và cái việc điều trị hết là rất thường xảy ra nếu mà mình có thể tìm được nguyên nhân, mình giải quyết được nguyên nhân mà mình giúp cho cái tế bào của mình, tế bào não của mình nó được hồi phục nha. À, cô Lê Hoa, cái này nó con hơi lạ ha, nhưng mà chắc con phải tư vấn cho cô mới được để cô dán. Nghĩa là mình cũng đâu có biết cái nguyên nhân là gì nếu mà cô cứ dán liên tục cái salon bát gì. Cô 53 tuổi thường xuyên khó vào cô Lê Hoa là 53 tuổi thường xuyên khó vào giấc ngủ, phải dán salon bát lên hai bên thái dương, trán và cổ với hai vai thì sẽ dậy ngủ được. Không biết làm vậy có sai không? Bác sĩ tư vấn giúp. Cô ơi, nếu như mà cô khó vào giấc ngủ mà cô thử cô dán salon bát nha, hai bên thái dương rồi trán cổ hai vai mà cô ngủ được, mà tác dụng của salon bát là giảm đau đó. Điều này nói lên gì? Tức là khi mà cô làm cái này mình đang giãn cơ, mình đang giảm đau, mà nếu cô đỡ chứng tỏ cô đang có vấn đề về cổ vai gáy ảnh hưởng tới giấc ngủ. Nên bây giờ cô đi giúp con đi chụp giùm cho con một cái X-quang cột sống cổ, hoặc nếu được là MRI cột sống cổ, để coi có vấn đề gì nó là ảnh hưởng tới mạch máu thần kinh hoặc là gân cơ dây chằng của cô ở vùng cổ vai gáy không, rồi sau đó mình điều trị nguyên nhân thì sau này cô không cần phải dán nữa. Cô có thể là sau này cô dán cái cô không có tìm nguyên nhân đó cô, càng về sau cô dán salon bát nó sẽ càng khó và càng ít hiệu quả hơn nữa. Với hồi sáng có một cô dán salon bát mà bị bỏng á, nên cô cũng chú ý nha, những cái vùng như thái dương với trán á cần cẩn thận nha cô. Cô Lê Hoa cô hỏi là hay thức nửa đêm đi vệ sinh xong, hay thức nửa đêm đi vệ sinh xong là không thể vào giấc ngủ lại cho đến sau 2 tới 3 tiếng thì mới ngủ lại được, lặp lại 2 3 đêm liên tục. À, cái này là cô bị rối loạn giấc ngủ rồi cô ơi. Thứ nhất á là nếu nửa đêm mình thức dậy đi vệ sinh xong mà mình vào một cái chất lượng giấc ngủ của mình nó tốt á thì thường mình sẽ dễ vào giấc ngủ, có thể là mình vào ngay hoặc là khoảng trong độ 30 phút. Còn nếu như 2 tới 3 tiếng mới ngủ lại được thì có khả năng cái hóc môn melatonin của cô á, cái thời điểm đó nó tiết ra không đủ nên dẫn tới là não của cô nó không thể vào lại cái giấc ngủ ngay. Nên chỗ này á cô nên làm những cái mà ban ngày lúc nãy cô chia sẻ để ban đêm giúp tiết ra nhiều cái hóc môn melatonin hơn thì có thể chất lượng giấc ngủ của cô sẽ được cải thiện nha. Rồi tiếp theo cô Kỳ Duyên cô hỏi nè, à nhiệt độ phòng ngủ bao nhiêu là tốt vậy ạ? À, cái này chắc nhờ bác Kevin trả lời giúp cô Duyên nha. À, dạ cảm ơn câu hỏi của cô Kỳ Duyên. Thì nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng á cô, để mình có một cái giấc ngủ ngon á, thì thứ nhất là mình phải để nhiệt độ ở khoảng là 26 đến 28 độ. Cũng có người là khoảng 29 độ là người ta sẽ cảm thấy dễ chịu. Nói chung là mình sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ theo như cái mức chịu đựng của cơ thể mình mà mình cảm thấy thoải mái. Đừng có để là cái phòng nó quá nóng hoặc là nó quá lạnh là được cô. Rồi rất cảm ơn bác Kevin. À, thì thường á là cái mà bác Kevin trả lời là dành cho một phần những người ở bên những cái vùng hơi lạnh á, 26 độ. Tại vì nó có nghiên cứu á, bác Kevin là thường ở châu Á mà nó nha, thường là nhiệt độ là 28 độ là một trong những cái nhiệt độ thuận lợi nhất để giúp chúng ta dễ vào giấc ngủ. Nên chỗ này cô cứ để khoảng tầm 26 tới 29 độ. Rồi cái nhiệt độ nào cô cảm thấy thích, hãy thoải mái là mình ngủ nhiệt độ đó nha cô. Rồi tiếp theo cô Phụng cô hỏi là bác sĩ ơi, tôi mất ngủ thường xuyên phải uống thuốc ngủ, không dùng thuốc là không ngủ được, bác sĩ nói truyền vi chất là ngủ được phải không? À, xin cảm ơn cô ơi. Cái này thứ nhất, nếu cô dùng thuốc thường xuyên á cô thì truyền vi chất là không thể nào mình ngưng thuốc ngủ được ngay nha cô. Mình sẽ giúp cho cái não mình nó phục hồi từ từ theo kiểu mình bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mình nha cô, mình bổ sung dinh dưỡng cho tế bào não thì con sẽ giúp cô giảm cái thuốc ngủ từ 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 chứ không phải là giảm liền một cái được đó. Giống như mình tưởng tượng nha, bây giờ não mình nó đang bị ức chế để vào giấc ngủ bởi những cái thuốc ngủ, mà bây giờ cô
cắt ngang một cái thì não mình nó không đủ dinh, không đủ cái sức khỏe để nó có thể sản xuất ra đó, nên mình phải cần thời gian để cho tế bào não mình nó hồi phục. Hay đơn giản là lúc mình ăn cơm đó, bây giờ mình đưa nguyên một cái chén cơm đầy vô cho mình ăn thì mình no, mình vô ngủ được. Bây giờ tự nhiên mình cắt nguyên chén cơm, chắc chắn mình ngủ không được đó, nên mình phải cần thời gian nha cô. Con sẽ cố gắng giúp cô, là nếu cô truyền vi chất sẽ giảm cái liều thuốc ngủ từ từ tới mức thấp nhất, và nếu được là sẽ ngưng. Nhưng mà chưa chắc, là nếu mà cô uống một cái khoảng thời gian dài quá là rất khó để ngưng hoàn toàn hả cô. Nhưng mà ít nhất là mình giảm được cái liều thuốc ngủ xuống cái liều an toàn để cho không bị tác dụng phụ của thuốc ngủ, cái đó là cái điều mà con rất là mong muốn. À, cô hỏi là một bình nước kiềm bé dùng cho một người được bao lâu? Mình dùng được 3 năm nha cô, cái bình nước kiềm nó dùng được 3 năm. Rồi tiếp theo, câu hỏi của cô Trinh Nguyễn. Cô bị tiểu đường, thiếu máu, rối loạn tiền đình, uống thuốc hoạt huyết dưỡng não nhưng vẫn chóng mặt, nằm xuống là vây vòng. À, cái này chắc là nếu mà cô nằm xuống chóng mặt vây vòng á, ngoài cái việc là thiếu máu, là cô phải giải quyết cái vấn đề thiếu máu nữa kìa cô. Tại thiếu máu nó dẫn tới thiếu máu lên não. Cái hoạt huyết dưỡng não là nó tăng cái lưu lượng máu lên não thôi, chứ nó không giúp cho tủy xương sản xuất được tế bào máu. Nên cái này cái việc cô cần bổ sung là giúp tủy xương sản xuất được tế bào máu nha cô. Rồi cái nữa, nếu mà nằm xuống chóng mặt quay vòng của cô là nó liên quan tới tiền đình ốc tai rồi. Cái này mình phải sử dụng những cái thuốc về rối loạn tiền đình để mình hỗ trợ điều trị á cô. Cô Trần Thanh Loan, cô hỏi về cái vấn đề tập luyện. À, mẹ chào bác sĩ, mẹ tôi 63 tuổi bị loãng xương gột sống, T-score là 3 âm 3.3, đùi à, gột xương gột sống đúng không, T-score này cô đo gột sống lưng ha, rồi đùi là 2.4 âm 2.4, uống thuốc loãng xương thấy bớt đau lưng nên tập thể dục được 10 ngày thì đau lưng nhiều, không làm gì được, nằm im mới đỡ đau, vậy có phải do tập không? Chắc là do cái cô tập không đúng á cô ơi. Cái này chắc do sợ bác tập không đúng á. Cái chỗ này á cô, thì bây giờ cô là cô nên đưa bác khám liền đi cô, để chụp cái cột sống mắt lưng coi có vấn đề gì không á cô. Chứ nằm im mới đỡ đau, tức là thấy cũng nặng lắm, nên mình phải coi có vấn đề về xương, về những cái đốt sống không á cô. Nên đưa bác đi chụp sớm nha cô. À, cô Văn Nguyễn hỏi cái này cũng rất hay ha, cái này chắc cô có tìm hiểu, cô mới biết cái NMN nè. À, nghe nói uống viên NMN, nghe nói uống viên NMN cải thiện giấc ngủ rất tốt, có đúng không vậy bác sĩ? À, NMN đó là một cái thành phần gọi là tiền chất của vitamin B3 hay niacinamide, thì cái viết tắt của NMN này là niacinamide mononucleotide đó cô. Thì cái này nó rất là tốt trong những cái gọi là phục hồi tế bào, thì trong này nó có việc mà tạo ra năng lượng nữa, nên cái việc mà NMN khi mà bổ sung á, nó giúp cho việc sản sinh năng lượng nè và phục hồi tế bào, nên nó cũng rất tốt để giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe, nhưng gọi là cải thiện giấc ngủ tốt đó cô. Thì con chưa có thấy nhiều nghiên cứu nói về cái vấn đề này, nên ví dụ cô sử dụng để mình bổ sung sức khỏe thì ok, nhưng mà còn về giấc ngủ á, thì cô nên xem xét bổ sung nhiều thành phần giống như nãy con chia sẻ, chứ còn chỉ một cái thành phần này không thì chắc là giấc ngủ sẽ không cải thiện được nha cô. À, cô Tâm Thanh cô hỏi là uống Rinco và B6 giúp ngủ ngon phải không bác sĩ? Hai loại thuốc này có cần uống cách nhau không? À, hai loại thuốc này rất tốt cho việc hỗ trợ giấc ngủ đó cô, và không cần phải uống cách nhau nha cô, uống cùng nhau được nha cô.
Tiếp theo câu hỏi của cô Thu, cô hỏi là chế độ ăn uống như thế nào là để phòng ngừa mất ngủ hiệu quả vị bác sĩ? À, cái này chắc nhờ bác Kevin nói sơ sơ với cô thôi, chắc là mình sẽ có một cái buổi chia sẻ về giấc ngủ, mất ngủ, ăn gì và kiêng gì á bác. Dạ cảm ơn câu hỏi của cô Thu. Thì giống như bác Minh có nói thì sắp tới sẽ có một cái buổi chia sẻ cụ thể hơn. Thì ở đây thì em xin trình bày một số những cái lưu ý chính thôi. Giống như là về chế độ ăn thì mình chú ý là mình phải hạn chế những cái chất kích thích như là cà phê, trà, đặc biệt là vào buổi tối, thì nó sẽ giúp cho mình cái chất lượng giấc ngủ của mình được cải thiện tốt hơn. Đồng thời là mình, đặc biệt là nếu mà mình có uống rượu bia nhiều thì mình cũng phải giảm uống rượu bia lại, hoặc là tốt nhất là không uống, tại vì con thấy cô là phụ nữ thì chắc cũng không cần nên uống rượu bia, để cho cái chất lượng giấc ngủ mình được tốt hơn. Tiếp theo là mình có thể là mình tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi, cũng như là mình bổ sung một số những cái thực phẩm như là mật ong hoặc là tăm sen cũng tốt với con. Ngoài ra thì mình về ban đêm thì mình cũng hạn chế ăn quá khuya quá trễ, thì tốt nhất là mình nên ăn trước 19 giờ tối nha cô. Thì ngoài chế độ ăn thì mình cũng phải kết hợp mình sử dụng một số cái biện pháp chống mất ngủ không dùng thuốc, cũng như là mình có thể tập về thiền hoặc là yoga, nó cũng tốt hơn cho mình đó cô. Thì các buổi sau sẽ nói cụ thể hơn cho mình về những cái chế độ ăn uống nha cô. Rồi, rất là cảm ơn bác Kevin đã chia sẻ cho cô những cái thông tin về cách, gọi là cái những cái chế độ ăn uống và những cái món ăn hay những cái loại thức ăn, thì mình sẽ có một cái buổi chia sẻ rõ hơn để các quán chị nhớ đón xem nha. Rồi, bây giờ chị Hoàng Oanh có hỏi một cái câu liên quan tới những cái thuốc hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ nè. Chị uống magie B6, omega 3, ginkgo biloba trong ngày, uống mọi thứ cách nhau 3 tới 4 tiếng và uống lâu dài có sao không bác sĩ? Này chắc nhờ bác Kevin trả lời giúp cho chị luôn nha. Dạ cảm ơn câu hỏi của cô Hoàng Oanh. Thì lúc nãy cũng có một câu hỏi của cô ok, thì cũng có hỏi về cái vấn đề B6 với ginkgo đó cô. Thì mình có thể uống uống chung được chứ cũng không cần cách nhau nha cô. Chỉ có lưu ý là cái ginkgo với cái omega 3 thì mình cố gắng mình uống sắp xếp uống cách nhau ít nhất 2 tiếng là được. Còn về bổ sung lâu, mình bổ sung lâu dài thì rất là tốt đó cô. Rồi, cảm ơn bác Kevin. Nói chung những cái thứ này các bác chị nhớ chú ý nha, cái ginkgo với omega 3 đó. Còn những thứ khác thì mình uống cùng nhau được. Rồi. Ở đây bây giờ con cũng thấy là gần 1 tiếng 40 phút rồi. Chắc là hôm nay cái chủ đề này rất là nhiều người quan tâm và cũng rất là nhiều cô bác anh chị mắc phải những vấn đề này. Thì như chắc con xin phép là những cái câu hỏi còn lại thì con với bác Kevin sẽ cùng nhau trả lời cho cô chú ở cái phần sau buổi chia sẻ ha. Thì con xin phép mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây, và rất là cảm ơn, một lần nữa rất cảm ơn các cô bác anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của con, và rất là mong sau buổi chia sẻ này mình sẽ bắt đầu mình hình dung được cái giấc ngủ của mình nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào, và việc chúng ta cần làm là chúng ta phải làm cái gì đối với lối sống về tập luyện vận động và về chế độ ăn uống để mình có thể có một cái giấc ngủ ngon, và có thể giúp mình tránh cái tình trạng mà phải sử dụng thuốc ngủ kéo dài hoặc là bị lệ thuộc thuốc ngủ. Và một cái giải pháp mà con muốn đưa ra nữa để các cô bác anh chị có thể biết đến, đó là truyền vi chất để cải thiện về giấc ngủ. Đây là một trong những cái nó gần như là giúp cho mình không cần phải dùng thuốc, giúp cho mình bổ sung được những cái dinh dưỡng, những cái thành phần cần thiết cho tế bào não, và bên cạnh đó giúp cho những trường hợp mà chúng ta bị rối loạn giấc ngủ thì sẽ cải thiện giấc ngủ nè, và đặc biệt nếu có dùng thuốc thì sẽ giúp mình giảm được những cái liều thuốc đang uống. Thì đấy là những cái mà hôm nay con và bác Kevin muốn gửi đến tất cả các cô bác anh chị, và bây giờ một lần nữa xin chúc tất cả các cô bác anh chị có một cái giấc ngủ ngon, và hẹn gặp lại trong cái buổi chia sẻ tiếp theo. Rồi, xin chào các cô bác anh chị.